Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu. Tập 70. Chương 691, Kẻ Nghiện. Mùi chỗ này thật khó ngửi, hơn nữa khứu giác của tôi nhạy hơn người thường, khiến mình càng khó chịu. Suy nghĩ khoảng nửa phút, tôi bảo Tiểu Đào, em tìm giúp anh một tên chột mắt. Chột mắt, Tiểu Đào nhìn tôi. Tôi miêu tả sơ qua về ngoại hình hắn cho Tiểu Đào, giờ tàu đang dừng, tôi nghĩ hắn vẫn còn trên tàu. Tin tức về nạn nhân phải tìm hiểu thông qua tên chột này. Toilet chật chội, một mình tôi đi vào là đủ, trước đó phải ngậm một viên tô hợp hương hoàn. Tay phải vẫn đang bó bột, hoạt động trong không gian hẹp rất bất tiện, tôi dùng động U chi đồng quan sát một vòng. Toilet trên tàu là nơi có lượng người ra vào rất đông, khắp nơi đều có dấu chân và vân tay, không có ý nghĩa cho việc tìm kiếm. Sờ cổ nạn nhân một chút, đẩy mí mắt ra quan sát, đúng là đã chết, thời gian tử vong không quá 30 phút trước. Quan sát lỗ thông hơi và cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy mở, lỗ thông hơi thì chỉ vừa cho một đứa trẻ chui qua, mà cũng không bị mở. Giết người trong phòng kín dĩ nhiên chỉ mang tính biểu tượng, trừ khi trên thế giới thực sự có người biết cách không ngự vật. Phía sau án mạng loại này chắc chắn ẩn chứa quỷ kế nào đó, hoặc là sự trùng hợp. Trên bệ rửa tay, tôi phát hiện một ít bột màu trắng, hẳn là bồn rửa tay đã được sử dụng trong vòng 10 phút. Bảo cảnh sát đứng sau lấy một cái túi lớn, sau đó tôi lùi ra ngoài, nói băng tâm cạo một ít bột trên thành bệ. Làm xong con bé nói, muội có mang dụng cụ chiết xuất vân tay, có cần lấy mẫu một chút không? Tôi lắc đầu, không cần, trong này phải đến cả trăm dấu vân tay, hơn nữa cũng không có gì để xét nghiệm. Lát sau thì cảnh sát quay lại, tôi bảo họ mang thi thể đến chỗ không có hành khách. Toàn bộ quá trình di chuyển cái xác rất vất vả, toa xe nào cũng như cái chợ, mọi người bàn tán ầm ĩ, lúc cảnh sát khiêng xác qua, không ít người còn dùng điện thoại chụp ảnh. Tôi phải làm mặt lạnh nói, không được chụp ảnh, ai chụp tịch thu máy. Cái xác được mang vào toa ăn, tôi bảo cảnh sát ở bên ngoài trông coi, không cho ai bước vào. Một đội trưởng có tóc hoa râm nói, may có mọi người ở đây, nếu không phát sinh việc đột xuất này tôi thật không biết ứng phó thế nào. Tôi hỏi, đội trưởng, chuyến tàu này chạy từ đâu tới? Từ tỉnh Vân Điền đến Phù Phong. Phải rồi, có cần tôi liên lạc với cảnh sát địa phương không? Đội trưởng nói, hiện giờ tàu đang ở địa phương nào? Ông ta nói một tên huyện mà tôi chưa nghe bao giờ, thầm nghĩ giờ cảnh sát địa phương tới cũng không ích gì. Không phải là tôi tự cao nhưng tàu được đóng kín, hung thủ hẳn vẫn còn trên tàu, tôi tự tin có thể bắt hắn. Đương nhiên không loại trừ khả năng là không có hung thủ mà chỉ là cái chết vô tình. Tôi xua tay, không cần liên lạc với cảnh sát đâu. Ông đi sắp xếp trấn an hành khách đi, nhân tiện giám sát đừng để họ đi lại lung tung. Có cần hỏi họ điều gì không? Đội trưởng nói. Không cần, một đoàn tàu cả ngàn hành khách, hỏi hết được không? Hơn nữa còn dẫn tới tâm lý hoang mang không cần thiết. Tôi lắc đầu. Tốt quá, cậu kinh nghiệm rất phong phú, để tôi đi bố trí. Sau khi đội trưởng rời đi, chúng tôi bắt đầu nghiệm thi, do tay phải không sử dụng được. Lần này tôi bảo băng tâm bên cạnh làm giúp, còn mình đứng nhìn. Băng tâm đeo găng tay, kiểm tra đồ vật trong túi nạn nhân trước. Tìm được một chùm chìa khóa, một cái ví, trong ví có căn cước tên Lý Đại Vĩ, tôi cầm lên kiểm tra, nói là giả. Trên đó có dấu nổi rất rõ ràng, nếu dùng căn cước giả thì không qua được phòng soát vé. Băng tâm ngẩng lên nói, căn cước là thật, nhưng không phải của anh ta. Muội so sánh sống mũi và gò má mà xem, căn bản không phải một người, chỉ là trông khá giống nhau thôi. Ga tàu hỏa một ngày kiểm tra cả vạn người, chắc chắn sẽ không nhìn kỹ. Tôi giải thích. Băng tâm cầm căn cước, nhìn nó rồi lại nhìn nạn nhân, còn có thủ đoạn này sao, vậy căn cước này từ đâu ra? Mua. Ở chợ đen có những kẻ chuyên mua bán căn cước, chúng về nông thôn mua lại căn cước, mang vào thành phố bán. Dùng căn cước giả hẳn không phải người tử tế gì. Phải rồi, anh ta có điện thoại không? Tôi liếc nhìn cái xác. Không có. Băng tâm lắc đầu. Để ý thấy trong ví không có tiền mặt. Hẳn là hắn phải có điện thoại. Có lẽ nó đã bị rơi. Tôi lập tức bảo Tống Tinh Thần,
ngươi xuống toa dưới tìm điện thoại xem, nhớ đeo găng tay, có thể là rất bẩn. Tống Tinh Thần gật đầu rồi đi. Băng Tâm vén áo nạn nhân lên, bụng hắn có một vết cắt dọc rất ngay ngắn. Tôi để ý thấy phần dưới vết cắt lại không ngay ngắn như phần trên, cảm giác như là bị người đâm, sau đó vì lý do nào đó mà vết thương bị rách. Băng Tâm ấn phần bụng nói, máu chảy cả vào trong bụng rồi. Tôi lấy thính cốt mộc nghe bụng nạn nhân, bên trong có một lượng chất lỏng lớn, vết thương sâu chừng 10cm, người thì thấy có mùi hôi, xem ra là đâm thủng dạ dày. Tiếp tục nghe, phát hiện gan và thận nạn nhân có mức độ suy yếu nhất định, phổi cũng sơ cứng, cơ thể hắn khá gầy. Tôi trầm ngâm, thể trạng người này rất yếu, muội xem dưới nách anh ta có hạch bạch huyết không. Băng Tâm cắt áo nạn nhân ra, nhấc tay nhìn rồi kinh ngạc la lên, có thật, làm sao huynh biết. Người này chơi bời gì đó trong thời gian dài, khiến gan phổi, thận suy kiệt nghiêm trọng. Hệ miễn dịch cũng ảnh hưởng, cho nên ta đoán ở háng và nách sẽ có hạch. Chơi bời gì được nhỉ, hút thuốc, uống rượu, uốn tóc. Nhìn kiểu tóc màu gà của nạn nhân, tôi bật cười, sao muội giống Vương Đại Lý thế, hài hước không đúng lúc, nghiêm túc một chút được không? Được được được, nghiêm túc. Băng Tâm lẻ lưỡi, tôi giải thích tiếp là kẻ nghiện, hít ma tuy thời gian dài. Vậy chất bột ban nãy chúng ta tìm được là? Băng Tâm bừng tỉnh đại ngộ, lấy ra nhìn thử xem, tôi nói. Băng Tâm lập tức lấy túi bột lấy được ra, tôi dùng móng tay chấm một ít, định đưa lên miệng thử thì Băng Tâm kêu lên, này, vạn nhất là chất độc thì sao? Ai lại dùng miệng nếm? Tôi cười, anh ta không có dấu hiệu chúng. Độc, hơn nữa chỉ là một vài hạt bột nhỏ, cho dù là cyanua cũng không đủ giết người, mà ta cũng không nuốt. Tôi nếm một chút, rồi với chai nước lọc súc miệng, khẳng định, ma túy. Ma túy mà cũng nếm ra được. Băng Tâm nhìn tôi như quái vật. Ma túy có một đặc tính, nó sẽ khiến hàm răng hơi có cảm giác tê dại. Đó là lý do tại sao trong phim, mấy kẻ nghiện hút ma túy xong đều quệt răng một cái, chính là ý này. Ma túy càng tinh chất, cảm giác tê càng nặng. Tôi giải thích. Trên trường muội không được dạy cái này, dù sao thì cũng chả tiếp xúc đến. Băng Tâm gật gật đầu. Khi trước học nghiệm độc, ông nội từng lấy một ít ma túy bắt tôi phải nhớ đặc tính của chúng. Dĩ nhiên tôi không hít, chỉ là nhìn, nếm để phân biệt. Cầm thính cốt mộc lên, tiếp tục nghe phần ngực. Đây là manh mối quan trọng, tôi nghe đi nghe lại mấy lần, tim nạn nhân quả là có dấu hiệu hưng phấn trước khi chết. Một chi tiết nữa, thắt lưng da của hắn bị nới lỏng, tôi kéo quần hắn xuống, phát hiện quần đã ướt sũng, nước tiểu mùi rất khai. Đi tiểu là cơ chế loại bỏ chất độc trong cơ thể, nước tiểu khai nồng cũng là đặc điểm của người nghiện ma túy. Vết thương của nạn nhân không đến nỗi chí mạng, trước khi chết hắn còn hít ma túy, chân tướng đã được phơi bày, cái gọi là giết người trong phòng kín, xuyên qua cửa sổ kia cũng không còn phức tạp. Chương 692, rút củi đáy nồi. Tôi đang định nói ra đáp án thì Tiểu Đào đi vào, em đã lục soát tất cả các toa, không tìm thấy tên chột mà anh nói. Tôi gật đầu, đợi lát nữa tìm lại. Anh vừa tìm ra nguyên nhân tử vong. Từ góc độ pháp lý mà nói thì anh ta tự sát. Tự sát? Tiểu Đào và Băng Tâm đều rất kinh ngạc. Tôi giải thích, nạn nhân đúng là bị người ta đâm trọng thương bên ngoài toilet, nhưng vết thương hoàn toàn không đủ chí mạng. Cô gái kia tận mắt nhìn thấy nạn nhân lao vào toilet, lúc đó anh ta đã bị thương. Nhưng sau khi bị thương, anh ta lại làm một hành động ngu xuẩn, đó là chơi ma túy để giảm đau. Quả thật ma túy có tác dụng ức chế thần kinh cảm giác đau, nhưng nó đồng thời khiến tim đập nhanh, tăng tốc độ chảy máu. Bản thân ma túy là một chất độc, sau khi xâm nhập cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ cảnh báo, khiến thận và gan bắt đầu công việc phân giải và tống chất độc ra ngoài. Trong lúc phê ma túy, nạn nhân đã bị xuất huyết nghiêm trọng, anh ta hoàn toàn không biết, sau đó thì ma túy sinh ra tác dụng phụ, mắc đi cầu. Bởi vậy anh ta cởi thắt lưng, ngồi xổm xuống. Vết thương vốn được thắt lưng bó chặt, đột nhiên nới lỏng, vết thương xé toạc ra một đoạn, máu chảy ồ ạt. Trong nháy mắt nạn nhân bị choáng, ngã ngồi xuống đất, cuối cùng theo thời gian, mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Một dao vào bụng đúng là nguyên nhân dẫn tới cái chết, nhưng nếu anh ta không chơi ma túy mà xử lý vết thương kịp thời thì đã không sao. Nghe xong, Tiểu Đào nói, thì ra là tự khiến mình chết, vậy ma túy của anh ta từ đâu mà có? Anh nghĩ vẫn còn trên người anh ta, Băng Tâm. Giúp ta lục soát một chút. Tôi nói,
Chúng tôi lại kiểm tra toàn thân nạn nhân một lần, cởi toàn bộ quần áo ra cũng không tìm thấy. Tôi đột nhiên phát hiện, nạn nhân không có dấu hiệu bài tiết. Theo nguyên tắc thì sau khi chết, các cơ hoành sẽ giãn, khiến xảy ra hiện tượng nhu động ruột, bài tiết chất thải. Tôi bảo băng tâm lật cái xác lên kiểm tra vùng hậu môn, bên cạnh đó nhắc nhở Tiểu Đào, hình ảnh mang tính kích thích cao đấy, em có cần tránh ra ngoài không? Nàng cười, tránh cái đầu anh. Băng tâm vạch hậu môn nạn nhân ra, do không có đèn pin, tôi phải dùng động u chi đồng nhìn kỹ, chợt phát hiện một vật, la lên, mang cái nhíp tới đây. Băng tâm lấy một đôi đũa dùng một lần ra, cười khổ nói, không có nhíp, cái này được không? Tiểu Đào nhìn trần nhà, xem ra sau này em chỉ có thể ăn cơm bằng dao dĩa. Tôi bảo cả hai lùi về phía sau, dùng đũa gang hậu môn nạn nhân, thò ngón tay vào móc ra một sợi dây ni lông, tôi từ từ kéo sợi dây, hai lông mày Tiểu Đào nhíu chặt lại với nhau. Cuối cùng, một vật như cái xúc xích được lôi ra, đó là một cái bao cao su đựng bột trắng, được buộc chặt phần đầu. Tôi cười nói, cái này thì chịu, không dám nếm, chắc chắn là ma túy. Tiểu Đào ai oán nói, cái gì mà nếm với không nếm, anh làm em buồn nôn chết mất. Đột nhiên tôi nghĩ ma túy ban nãy mình nếm cũng từ đây mà ra, nhất thời ghê tởm chính bản thân mình, nói với băng tâm, đưa ta chai nước, phải xúc miệng thêm mấy lần mới được. Khiến con bé bật cười hả hê, xúc miệng xong quay ra, Tiểu Đào đang cầm cái bao kia ước lượng, nói, ít nhất phải 4 lạng, chết thật đúng là may mắn cho hắn, nếu không ít cũng phải bóc lịch 15 năm. Tôi nói, chỉ e đây là tổ chức vận chuyển ma túy, anh nghĩ tên chột kia tuyệt đối không tránh khỏi có liên quan. Băng tâm do dự, đây là công việc của cảnh sát phòng chống ma túy, chúng ta có cần nhúng tay không? Tiểu Đào nói, đã đụng vào họng súng của chúng ta, lại xảy ra án mạng, dĩ nhiên là phải quản. Chẳng lẽ bây giờ nói một câu mặc kệ, sau đó quay về chỗ ngồi ăn mì, chơi điện thoại? Không thể làm vậy. Tôi cười cười, đúng. À, nhân tiện em liên lạc với đội cảnh sát ma túy địa phương, bảo họ cho mấy cảnh khuyển tới, anh đi còn có những kẻ vận chuyển khác. Tiểu Đào gọi mấy cuộc điện thoại, nghe loáng thoáng thì có vẻ không được thoải mái lắm. Nàng cúp máy rồi nói, gần đây chỉ có một thị trấn nhỏ. Đội cảnh sát ma túy gần nhất ở tận Phù Phong, chạy tới đây cũng phải mất mấy tiếng, có chút không đáng trông cậy. Băng tâm hỏi, sao lại không đáng trông cậy? Tàu hỏa chắc chỉ một tiếng nữa là chạy, chẳng lẽ bắt hành khách chờ đến khi cảnh sát tới? Tiểu Đào thở dài, tôi gật đầu, vậy chúng ta tự mình lục soát. Băng tâm nhăn mặt, lục soát kiểu gì được, đám người này giấu ma túy ở chỗ đó, chẳng lẽ phải đi nhìn mông từng người một? Tôi cũng đang phân vân chuyện này, chợt Tống Tinh Thần đi vào, nói, không tìm thấy điện thoại di động. Băng tâm nhìn tôi, huynh chắc chắn hắn có điện thoại. Có, ta chắc chắn. Bởi vì lúc trước gặp bên ngoài điểm nối toa, hắn có lấy điện thoại ra nhìn một chút. Nếu như ta đoán không nhầm, lúc tàu hỏa còn đang chạy, hắn bị choáng, ý thức được không ổn nên mới ném bỏ điện thoại. Điều này chúng tỏ chúng là một đội. Tôi chậm rãi phân tích. Lúc trước anh nghe chúng nói gì với nhau? Tiểu Đào hỏi. Tôi cố gắng thuật lại chi tiết. Tiểu Đào nhướng mày, xem ra người này bị cảnh sát đường sắt nghi ngờ. Liệu có phải tên chột sợ bị lộ nên chính tay hạ thủ hắn? Tôi lắc đầu, khả năng này rất thấp. Một khi trên tàu xuất hiện thi thể, nhất định sẽ dẫn đến cảnh giác. Hơn nữa nếu lục soát người nạn nhân phát hiện ma túy, chẳng phải là càng bất lợi cho chúng ư? Tên chột tại sao lại biến mất? Xem ra trước mắt phải tìm được một người trong đội vận chuyển ma túy này thì mới có tiến triển. Tôi nói, chúng ta lục soát từng toa tàu một lượt đi. Lục soát kiểu gì? Tiểu Đào và Băng Tâm đồng thanh. Giấu nhiều ma túy trong người như vậy, động tác chắc chắn sẽ không được tự nhiên. Chúng ta dương đông kích tây, em ngồi trước đặt câu hỏi, anh ở phía sau quan sát. Băng Tâm, muội nói một tiếng với cảnh sát đường sắt, chặn từng toa xe lại kiểm tra toilet một lượt. Tôi, Tống Tinh Thần và Tiểu Đào đi từng toa tàu, đám người này nhất định sẽ có tật giật mình. Tiểu Đào dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn, thấy ai khả nghi thì gọi ra để hỏi, tôi ở phía sau quan sát dáng đi của người đó. Tới toa thứ ba, có một thanh niên gầy nhẳng, giống như ngồi trên đống lửa, mặt toát mồ hôi lạnh, tôi khẽ vỗ vai Tiểu Đào, phát hiện một tên, bên phải. Tiểu Đào gọi thanh niên kia ra, tùy tiện hỏi mấy câu. Tôi để ý dáng đi của cậu ta không được tự nhiên, hai tay theo bản năng kéo kéo quần, liền nháy mắt với Tinh Thần, hắn lập tức túm lấy tên kia. Làm gì? Mấy người định làm gì?
ở đây có đông người chứng kiến lắm đấy nhé. Thanh niên căng thẳng kêu lên. Tiểu Đào cười nói, đừng căng thẳng, chúng tôi chỉ lục soát hạ thể. Dựa vào cái gì mà lục soát tôi? Thời điểm xảy ra án mạng, tôi một mực ngồi tại chỗ này, bác gái bên cạnh có thể làm chứng. Thanh niên cố nói lớn, có vẻ là để hướng sự chú ý sang ai đó. Tôi nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy ba bốn thanh niên khác mặt cũng không được tự nhiên, trong lòng thầm nghĩ, thật đúng là rút củi đáy nồi. Tôi cố ý thần bí nói, chúng tôi lục soát thứ khác kìa. Cái gì? Thanh niên sợ đến mức hai tai đỏ bừng, tôi cơ bản đã nhận định, tên này tuyệt đối có vấn đề. Tôi phất tay bảo Tống Tinh Thần giải hắn đi, tới tòa ăn, hắn nhìn cái xác nằm dưới đất mà căng thẳng nuốt nước bọt, tôi nhếch mép, có quen không? Không, không quen. Thanh niên lắp bắp, vậy cậu căng thẳng cái gì? Nụ cười của tôi càng tăng, bị mấy người bắt tới đây, đương nhiên là căng thẳng rồi. Mau thả tôi ra, tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Thanh niên nói, tôi cười lạnh, vậy làm phiền cậu cởi quần ra. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 693, Cái xác thứ hai. Thanh niên sống chết không chịu, cuối cùng bị Tống Tinh Thần cưỡng chế mới cởi quần ra. Quả nhiên tôi lại phát hiện một sợi dây ni lông, lôi từ trong trực tràng ra một cái bao cao su chứa ma túy. Bị bắt quả tang cùng tang vật, thanh niên sợ đến xanh mặt, tôi lạnh lùng nói, khai mau. Đồng bọn còn những ai, ai là người chủ mưu? Không, không, tôi bị ma quỷ ám ảnh nên mua. Mua? Trùng hợp thế sao? Trong hậu môn người chết cũng có ma túy, xem ra hai người có thần giao cách cảm, nhìn vào mắt tôi. Tôi nói rồi phát động Minh Vương Chi Đồng. À? Sau tiếng hét thảm, phòng tuyến tâm lý của thanh niên đã tan vỡ, tôi nhấc một chai sữa trên giá, vừa uống vừa nói, khai báo đi. Hắn run lẩy bẩy, nói mình là một kẻ vô công rồi nghề ở Phù Phong, hồi trước đám bạn nói có mối buôn bán kiếm bộn tiền, hỏi hắn có muốn tham gia hay không. Khi biết là vận chuyển ma túy, hắn rất sợ, từ chối. Nhưng đám bạn vỗ ngực đảm bảo không việc gì, con đường này đã làm 5 năm, chưa từng bị phát hiện. Long ca một mắt phụ trách có quan hệ rất cứng, xảy ra cái gì cũng bao che được. Bạn hắn còn nói, ban đầu Long ca cũng lăn lộn như họ, giờ đã ở biệt thự, có xe riêng rồi. Chứ cứ sống có uy tín, chẳng màng phú quý, đi làm chán tay thì đến bao giờ mới phát tài. Không kìm được cám dỗ tiền tài, hắn đồng ý, được bạn giới thiệu cho Điền Nam độc nhãn Long ca. Nhiệm vụ chủ yếu của Long ca là mua ma túy từ Điền Nam, vận chuyển tới các thành phố lớn, bán lãi gấp mấy lần. Mỗi lần vận chuyển đều chiêu mộ một đám thanh niên, nhét ma túy vào người, lên tàu giả bộ như không quen biết, dù bị bắt cũng không ảnh hưởng tới những người còn lại. Độc nhãn Long ca còn đảm bảo với hắn, nếu nhỡ bị phát hiện, chỉ cần kín miệng, sẽ tìm cách cứu được hắn ra. Nhưng nếu ai tiết lộ dù nửa chữ với cảnh sát, hắn sẽ cho người giết chết. Nói tới đây, thanh niên sợ hãi nhìn cái xác, đứng ôm đầu khóc lên, tôi xong đời rồi, Long ca nhất định sẽ giết tôi như giết hắn. Tôi hỏi, làm sao cậu biết nạn nhân bị độc nhãn Long ca giết? Cái này còn phải hỏi sao, tên mặc áo sơ mi hoa này là một gã đầu gấu, bình thường ai dám đụng tới hắn. Ban nãy tôi thấy cảnh sát đường sắt tra hỏi gì đó, nhất định là hắn đã nói gì không nên nói mới bị diệt khẩu. Thủ đoạn Long ca rất thâm độc, cảnh sát các người căn bản không đấu lại đâu. Thanh niên đáp, tôi với Tiểu Đào không nhịn được cười, lão đại của các cậu chỉ là thổi phồng trước mặt đám đàn em không dành thế sự thôi. Hắn muốn đảm bảo dù gặp cảnh sát thì các cậu vẫn nghe lời hắn. Thôi đã lỡ rồi thì nói luôn đặc điểm của đồng bọn các cậu đi. Bất luận tôi có hỏi thế bảo, hắn đều không chịu khai, luôn mồm xin chúng tôi chừa cho con đường sống. Tiểu Đào phì cười, thành thật để nhận khoan hồng mới là đường sống của cậu. Tự mình nhét ma túy vào người với bị người khác sai khiến là hai khái niệm khác nhau. Cậu mới chừng 20 tuổi, thanh xuân lại phải ngồi bóc lịch mấy chục năm, cậu nghĩ lúc ra tù còn có thể đi làm, lấy vợ sinh con được nữa sao? Dù gì thì tôi cũng không nói, tôi không muốn chết. Hắn lắc đầu liên tục, tôi quay qua nháy mắt với Tinh Thần, chặt tay hắn. Tống Tinh Thần rút đao, chém thẳng về hướng cổ tay hắn, thanh niên la hét ầm ĩ, lưỡi đao cách tay hắn vài cm thì dừng lại. Tôi nói, lần này là thẻ vàng, lần kế sẽ là thật. Khai mau.
có tiếng nước chảy tí tách, thì ra hắn đã đái ra quần, há miệng run rẩy khai hết đặc điểm của đồng bọn. Tiểu Đào lập tức báo cho cảnh sát đường sắt, tả đặc điểm để họ âm thầm tập kích các toa xe nơi 8 nghi phạm ngồi, chờ mọi người tập hợp rồi hành động chung. Tôi móc ra 10 tệ đặt dưới đáy chai sữa vừa uống trên bàn, nói, đi thôi. Sau đó thì rất suôn sẻ, đám người vừa trông thấy chúng tôi và cảnh sát ập vào thì không đánh mà tự loạn, nhiều tên còn tìm cách nhảy cửa sổ thoát thân. Tiểu Đào hô lên, đám người này vận chuyển ma túy, không được cho chúng chạy, hỗ trợ cảnh sát sẽ được thưởng tiền. Trong nháy mắt 8 tên đều bị hành khách vây lại, ảo não bó tay chịu trói. Sau đó Tiểu Đào gửi phong bao WeChat cho những người hỗ trợ. Có người kêu tiền thưởng quá ít, có thể cho thêm không? Tiểu Đào cung kính hành lễ nói, cảm tạ mọi người đã cống hiến cho sự nghiệp phòng chống ma túy, khiến đối phương không còn gì để nói. 8 người bị giải về tòa ăn, đơn giản thẩm vấn một chút, manh mối họ cung cấp cơ bản là giống thanh niên kia. Đội trưởng hỏi tôi, án mạng này chẳng lẽ là mâu thuẫn nội bộ? Tôi nói, chưa tìm được nghi phạm mấu chốt thì không thể kết luận. Đội trưởng, phiền các ông hỗ trợ đi tìm một gã đàn ông chột mắt. Đội trưởng than thở, chẳng phải tiểu thư ban nãy nói tìm từ đầu tới cuối tàu không có ư? Lúc tàu dừng có ai xuống không? Tôi hỏi, không có, tôi có thể đảm bảo. Đội trưởng lắc đầu. Tôi thầm than, đặc điểm gã này dễ nhận như vậy mà tìm hai lần đều không thấy, chứng tỏ là cải trang rồi. Chúng tôi đã quá u mê với đặc điểm con mắt chột của hắn. Nhân lúc cảnh sát đường sắt đều ở đây, tôi hỏi, vừa nãy có người nghi ngờ nạn nhân này đúng không? Một cảnh sát bước ra nói, là tôi thấy hắn lén lén lút lút, liền yêu cầu trình căn cước, kiểm tra hành lý. Người này mượn cớ đau bụng chạy đi, sau đó không tìm thấy, lần thứ hai gặp lại thì đã chết rồi. Hắn không nói gì chứ? Tôi hỏi, không, từ đầu đến cuối toàn lấp liếm. Cảnh sát nói, chuyện xảy ra khi nào? Tôi hỏi tiếp, khoảng một tiếng trước. Cảnh sát viên suy nghĩ rồi trả lời, thời gian có lẽ là đúng, chuyện xảy ra trước khi tôi bắt gặp hai tên nói chuyện ngoài điểm nối tàu. Tôi lại xác nhận với tên thanh niên một điều, đó là quan hệ giữa người chết và độc nhãn khá gần, là đại ca và đàn em. Hai người đã lăn lộn với nhau 5 năm rồi, nếu không phải bản thân nạn nhân nghiện ma túy, nướng toàn bộ tiền kiếm được vào việc hút chích thì cũng không đến nỗi giờ, vẫn phải làm chân vận chuyển quen. Bởi vậy tôi cho rằng, không thể nào độc nhãn chỉ vì thấy hắn bị cảnh sát nghi ngờ mà giết người diệt khẩu. Nạn nhân bị đâm có hai khả năng, một là xảy ra mâu thuẫn nào đó khác với Long Ca, hai là hắn gây mâu thuẫn với người ngoài. Đang định tự mình đi điều tra thì có một người xông tới, lớn giọng hét, Tống thần thám, Tống thần thám. Tôi có đầu mối quan trọng muốn cung cấp. Quay đầu lại, là anh trai mặt đen, tôi nghiêm mặt, chúng tôi đang phá án, anh tới đây làm gì? Mao Cương cười rạng rỡ, lần lượt mời thuốc các cảnh sát, nói, vừa rồi chẳng phải là các cậu bắt ma túy sao? Toàn bộ cảnh sát đều ập vào toa số 13, sau đó thì phát hiện có một người lúc trước ở toa không quay lại. Tôi cho rằng anh ta đi nhà cầu, nhưng giờ vẫn chưa thấy về. Liệu người này có phải là đồng bọn? Người nào? Thoáng cái tôi bị hấp dẫn. Anh ta miêu tả qua vẻ bề ngoài, tôi nhớ trong toa xe mình quả có một người như vậy, nhưng tôi và anh ta không nói chuyện với nhau, thuận miệng đáp, cảm ơn manh mối anh cung cấp, anh đi về toa đi. Mao Cương lại nói nhảm một hồi rồi mới chịu đi. Lúc này Băng Tâm gọi điện tới, ngữ khí hốt hoảng, Tống Dương ca ca, huynh đang ở đâu? Toa ăn uống, sao vậy? Tôi hỏi, lại phát hiện một cái xác, ở toa giường nằm, mọi người mau tới đi. Giọng của Băng Tâm không giấu được sợ hãi, mặt tôi liền biến sắc, nạn nhân là ai? Độc nhãn Long à? Không, là một ông già trong toa xe chúng ta, Băng Tâm đáp. Chương 694, mâu thuẫn. Chúng tôi vội chạy tới toa giường nằm, Băng Tâm và một cảnh sát đường sắt đang đứng trước cửa toilet khép hờ, loáng thoáng trông thấy một chiếc giày cùng với máu tươi đầy đất. Bàn chân của người chết bị kẹp vào cánh cửa, tôi thận trọng đẩy nó ra. Bên trong là một ông già ngồi dưới đất, người khoác bộ đồ rẻ tiền với chiếc áo len lót trong. Ông già bị đâm nhiều nhát vào ngực, chiếc áo len loang lổ máu. Máu dưới đất đã bắt đầu chuyển sang màu đen, tôi kiểm tra tĩnh mạch cổ và vạch mí mắt, thời gian chết là rất gần. Tôi hỏi, lúc phát hiện, phòng vệ sinh có khóa không? Cảnh sát trả lời, không, là tôi sơ suất, vì cửa hiện chữ không có người.
tôi đi qua hai lần cũng không đẩy cửa kiểm tra. Vừa rồi có một hành khách sử dụng phòng vệ sinh, phát hiện cửa không mở được, tôi tới dùng sức đẩy mạnh thì trông thấy người chết bên trong, mới gọi tiểu thư họ Tô này. Tôi nhìn quanh, phát hiện trước sau toa xe không có cảnh sát, lẽ nào hung thủ nhân lúc chúng tôi bắt ma túy mà ra tay, cho nên không bị bắt quả tang. Hung thủ này cũng quá to gan rồi. Tôi bước vào kiểm tra thi thể, vết dao trên ngực nạn nhân rất dày, nhưng không trúng tim, do có áo len nên tôi không kiểm tra kỹ được, tạm thời chưa sử dụng thính cốt mộc. Lục soát túi, tìm được ví tiền, điện thoại, căn cước. Ông già tên Phan Can Sinh, trong ví có để ảnh một thanh niên, nhìn tướng mạo có vẻ là con trai ông ấy. Điện thoại của nạn nhân có một tin nhắn chưa gửi, nội dung viết, ôi, đã trông thấy người giết con trai mình, hắn vẫn đang làm công việc cũ. Có vẻ ông già có dính líu tới tổ chức buôn ma túy này. Để ý thấy tay nạn nhân có vết máu, cầm lên thì thấy ngón tay bàn tay phải bị cắt một vệt dài. Thoạt nhìn thì có vẻ như là nắm lấy lưỡi dao để kháng cự, nhưng nhìn kỹ thì thấy bất thường. Người bình thường cầm dao, lưỡi dao sẽ hướng xuống dưới, theo lý thì vết cắt phải trong lòng bàn tay mới đúng. Nhưng ngón tay bàn tay phải quả thật có hằn vết sống dao, chứng tỏ đúng là ông ta dùng tay túm lưỡi dao. Tôi nhấc tay trái nạn nhân lên, qua kích thước và độ chai sạn, tay trái mới là tay thuận. Việc này cũng có chút khác thường, trong lúc nguy cấp, hẳn phải dùng tay thuận ngăn cản mới đúng. Đứng dậy nhìn quanh, máu dính trên tường ở vị trí rất thấp, lượng máu cũng không nhiều, lại có chút khác thường. Đúng là áo len thấm máu tốt, nhưng máu dính ở vị trí thấp như vậy, lẽ nào là bị đâm lúc đang ngồi. Án mạng này đâu đâu cũng thấy điểm mâu thuẫn, khiến tôi khá là đau đầu. Tôi lùi ra ngoài, phất tay, mang thi thể ra toa ăn đi. Cảnh sát đường sắt khó hiểu, nhưng toa này cách toa ăn rất xa, khiêng cái xác tới đo nhất định sẽ gây ra khủng hoảng, hiện giờ hành khách đã đủ căng thẳng rồi. Đây đúng là một vấn đề rất thực tế, băng tâm đề nghị hay là mở cửa, mang xuống toa ăn từ bên ngoài. Liếc nhìn cửa sổ, tôi nói, bên ngoài không có mặt trời, thôi thì nghiệm bên ngoài luôn đi. Để ta liên lạc cảnh sát địa phương, bảo họ lát nữa mang thi thể về, cũng không thể cứ thế mà chở đến trạm cuối của tàu được. Cảnh sát lập tức liên lạc những người khác tới, mở cửa toa, dùng ga trải giường khiêng thi thể ra bên ngoài. Tôi cũng đã bảo tiểu đào tới đây, mình thì cùng băng tâm xuống tàu, con mắt tôi quét nhanh phía đường ray, quả nhiên phát hiện một vật phản quang. Lại gần nhìn, thì ra là một con dao dính máu, bị vứt ra bên ngoài. Đeo găng tay nhặt con dao lên, băng tâm lấy một túi vật chứng, hỏi, đây là hung khí. 100%, muội có băng dính trong suốt không? Tôi nói. Băng tâm mượn cảnh sát đường sắt, tôi rắc một lớp cho rong biển lên cán dao, rồi dùng băng dính để lấy mẫu vân tay. Phần kim loại lộ ra phía cuối con dao lấy được một dấu vân tay ngón cái rất hoàn chỉnh. Điều kiện hiện giờ có hạn, chỉ có thể trông cậy vào vân tay này. Tôi hy vọng lát nữa cảnh sát địa phương tới có thể bắt được hung thủ để tránh đêm dài lắm mộng. Giao mẫu vân tay cho băng tâm, tôi nói, đám buôn ma túy đều ở trong toa ăn, muội qua đó lấy mẫu vân tay lần lượt từng người, nhất là ngón cái hai tay. Xem hung thủ có nằm trong số chúng không? Băng tâm le lưỡi, muội đi một mình à? Huynh đi cùng muội đi. Ta còn phải nghiệm thi, không sao đâu, có đội trưởng ở đó, ai dám chống đối cứ nhớ mặt, lát nữa ta sẽ tới giáo huấn. Tôi cười. Băng tâm đi khỏi, tôi bắt đầu nghiệm thi, bảo mấy cảnh sát đường sắt đứng dơ cao tấm ga trải giường để che tầm mắt hành khách, tôi cắt quần áo nạn nhân ra. Để ý thấy vết dao trên ngực rất ngay ngắn, mặc dù vị trí lộn xộn, nhưng lực đâm rất đều. Bên cạnh đó, mặt ngoài vết thương rất giống với vết đâm phần bụng của thanh niên áo sơ mi hoa. Vết dao như vậy chứng tỏ, hung thủ lực nắm rất tốt, là chuyên gia dùng dao, ngón cái đè lên cán dao, lúc ra tay đầu óc tỉnh táo. Nhưng đây cũng là một điểm mâu thuẫn, nếu như đầu óc hung thủ tỉnh táo, sẽ không đâm bừa như vậy, hẳn phải một dao chí mạng mới đúng. Trên cơ thể nạn nhân còn đọng lại một lớp mồ hôi, lượng mồ hôi cũng khác thường. Con người khi đặc biệt sợ hãi, sẽ không đổ quá nhiều mồ hôi, tôi đã nghiệm nhiều thi thể rồi, đổ một lượng lớn mồ hôi lúc gần chết như vậy gần như là chưa thấy. Đương nhiên điều này cũng có thể là liên quan đến cơ địa cá nhân, có lẽ ông ta là một người dễ ra mồ hôi. Nghĩ tới đây, tôi kiểm tra phần cổ áo, ống tay áo, không có quá nhiều mồ hôi thấm trên đó, chứng tỏ mình đã nghĩ lầm rồi. Lúc này thì tiểu đào và tinh thần tới, trông thấy cái xác, tiểu đào kinh ngạc,
phạm tội trước gió, quá cản rỡ. Đừng vội kết luận, vụ án này anh cảm thấy có điểm khả nghi. Tôi xoa xoa huyệt thái dương. Là gì? Tiểu Đào hỏi. Chờ khám nghiệm xong anh sẽ cho em biết. Phải rồi, giúp anh tìm lại tên chuột lần nữa đi. Tôi cầm hung khí lên nói, đây là một con dao thủ công, hẳn phải có vỏ. Giờ này mà mang vỏ dao trên người thì rất nguy hiểm, anh nghĩ chủ nhân nó đã vứt bỏ rồi. Em để ý kỹ những thùng rác trên tàu. Còn nữa, hẳn là tên chuột đã giả dạng, ví như đeo kính râm chẳng hạn, cổ hắn có hình xăm, chắc sẽ dùng khăn che đi. Cứ theo đặc điểm đó mà tìm. Được, em đi ngay. Tiểu Đào gật đầu. Sau khi hai người đi, tôi lấy thính cốt mộc nghe một chút, phổi nạn nhân bị tổn thương nghiêm trọng, gan lại có một khối xơ cứng. Cảm giác như là khối u. Cầm giày nạn nhân lên xem, chỉ phần gót giày dính máu, còn mũi và đế giày vô cùng sạch sẽ, đây cũng là một điểm khả nghi. Lúc nạn nhân bị đâm, máu văng lên giày có xác suất rất cao, trừ khi từ lúc bắt đầu ông ta vẫn trong trạng thái ngồi. Tất cả các điểm mâu thuẫn chấp nối lại, tôi có một ý nghĩ mơ hồ, vụ án này khả năng cũng không phải giống như bề ngoài, mà nó có ẩn tình khác. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 695, bắt độc nhãn long. Phủ ga trải giường lên cái xác, tôi nói với cảnh sát đường sắt, đi, chúng ta kiểm tra hành lý của nạn nhân. Quay về toa xe của mình, Mao Cương không biết từ lúc nào đã biết được tin tức về vụ án thứ hai, thấy chúng tôi tới thì lải nhải luôn mồm, Tống Thần Thám, bắt được hung thủ chưa? Ai ra quá dọa người rồi, chưa đến một giờ đã xảy ra hai án mạng, sao giờ ngồi tàu lại mất an toàn như vậy? Lời nói này khiến các hành khách khác bàn tán xôn xao, Mao Cương nghiễm nhiên trở thành người phát ngôn của họ, cứ truy hỏi tôi về vụ án. Tôi nói, cái này không tiện tiết lộ, chờ xong việc tôi khắc sẽ thông báo. Hành lý của ông già kia đâu? Mao Cương chỉ cho tôi, cảnh sát lấy xuống, mở ra nhìn một chút. Trong vali chỉ có quần áo và mấy chai thuốc, nhưng nhãn đã bị xé, vặn nắp ngửi thử cũng không biết là thuốc gì. Nhìn xung quanh, tôi phát hiện một hộp gà quay và một chai nhị oa đầu. Hộp gà đã được bóc, nhưng túi đựng thì chưa, tôi hỏi cái này của ai, một hành khách bên cạnh nói là của nạn nhân mua. Cầm túi gà quay lên quan sát, sau đó tôi đến chỗ thùng rác toa tàu, định lật lên thì cảnh sát đường sắt chạy tới làm giúp. Trong thùng rác tìm được một ly nước giữ nhiệt, tôi hỏi Mao Cương nãy giờ cứ theo sau, cái ly này là của ông ta. Mao Cương suy nghĩ một chút, trả lời, đúng, tôi thấy ông ta cầm cái này uống nước, sao còn tốt thế lại vứt bỏ. Tôi vặn nắp cái ly ra, tìm được mấy tờ giấy bên trong, là nhãn chai thuốc. Nhìn lướt qua, đây là một loại thuốc kháng ung thư thường gặp, hình như tôi đã biết. Mao Cương cười hì hì, có phải Tống Thần Thám phát hiện manh mối gì không? Nói cho chúng tôi nghe cao kiến đi. Tôi lạnh lùng lườm anh ta, anh đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh. Mao Cương sợ tái xanh mặt, la lên, không phải chứ, cậu đang nghi ngờ tôi. Tôi có thể thề với trời, ông ấy chết không liên quan gì đến tôi. Tôi giải thích, tôi không nói là anh có liên quan, chỉ là có vấn đề muốn hỏi. Lúc dẫn anh ta xuống tàu, Mao Cương cao giọng nói với toàn bộ hành khách trong toa, tôi chỉ là đi xuống phối hợp điều tra với Tống Thần Thám, sẽ trở lại ngay. Trong đầu tôi nghĩ người này đúng là có vấn đề về thần kinh. Xuống dưới, tôi gọi về đồn công an quản lý hộ tịch của ông già, nói rõ thân phận rồi nhờ họ điều tra giúp một người. Cúp máy, tôi hỏi Mao Cương, lúc nãy ở trên toa, anh nói gì về sự tích huy hoàng của tôi? Mao Cương gãi đầu, chuyện này không phạm pháp chứ. Tôi chỉ là hỏi một chút, anh hãy thuật lại rõ ràng. Tôi nhìn anh ta nghiêm nghị. Mao Cương thuật lại một lượt, trong câu chuyện phóng đại của anh ta, tôi là địch công đương thời, là Tống tử tái thế, nghe mà tê cả da đầu. Dĩ nhiên đây là tự do ngôn luận, việc tôi khó chịu là việc cá nhân, nhưng không có quyền bắt anh ta phải nói thế nào. Hỏi chuyện này là bởi vì có thể nó liên quan tới vụ án, tôi lại hỏi, nạn nhân từng nói chuyện với anh không? Mao Cương suy nghĩ một chút, nói, có nói một câu, lúc tôi nói chuyện này, ông ta hỏi, vị tiểu thần thám này không cần giải phẫu ư? Tôi trả lời rằng đúng vậy, cậu chưa bao giờ giải phẫu, chỉ dùng mắt phá án. Tôi gật đầu, được rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi quay về trước. Mao Cương như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
giữ anh ta lại thì tôi không muốn anh ta biết được nội tình vụ án, sau này sẽ bô bô cái mồm. Nhưng thả anh ta về, lại sợ anh ta nói bậy, liền vỗ vai, tôi tiết lộ cho anh một chuyện, phạm nhân hiện giờ đang ở trên tàu, rất có thể là một trong những thính giả của anh. Quay về chớ nên nói gì, vạn nhất hắn biết mình bị nghi ngờ, liều mạng cá chết lưới rách, xảy ra án mạng thì anh sẽ là người chịu liên đới. Mao Cương sợ đến tái mào, không nói, tôi cái gì cũng không nói. Đi đi, cảm ơn đã hợp tác. Tôi cố ý nói lớn tiếng. Nhìn bóng lưng anh ta, trong lòng thầm nghĩ, càng ngày mình càng tệ. Mao Cương vừa rời đi thì Tiểu Đào gọi điện, ngữ khí gấp gáp, Tống Dương, bên toa số 6 nghi phạm đang bỏ chạy, mau chặn lại. Tôi nói một tiếng với cảnh sát đường sắt, lập tức chạy về hướng toa số 6, thấy xa xa một bác gái đang liều mạng chạy trốn, tóc giả rơi xuống, không phải Độc Nhãn Long thì còn ai vào đây. Tôi suýt bật cười, kỹ thuật ngụy trang cũng thật cao. Tống Tinh Thần nhặt một viên sỏi ném đi, Độc Nhãn Long ngã nhào ra đất, xem ra cũng chẳng cần chúng tôi hỗ trợ. Hai tốp người vây lại, Tiểu Đào chạy đến đỏ cả mặt, đá tên chột một cú, mắng to, chạy. Chạy nữa đi, chạy thì tội tăng thêm một bậc. Tên chột mặc đồ phụ nữ quỳ xuống cầu xin, chính quyền, việc người chết thật sự không liên quan tới tôi. Vậy ngươi chạy cái gì? Tiểu Đào hỏi. Tôi. Hắn quanh co. Tôi tiếp lời, người chết không liên quan tới ngươi mà là vận chuyển ma túy đúng không? Cái gì mà vận chuyển ma túy? Tôi chỉ là người có sở thích biến thái, thích mặc đồ phụ nữ, vậy không phạm pháp chứ? Độc Nhãn Long đáp. Tôi cười, cách thức chối tội thật là cao siêu. Có điều hiện giờ hắn có nói gì cũng vô ích, tôi gọi điện cho Băng Tâm tới, sau đó dẫn tên chột tới chỗ cái xác. Vừa trông thấy thi thể, hắn sợ run lẩy bẩy nói, người chết là ai vậy? Ngươi không quen. Tôi lật cái ga trải giường, lộ ra mặt ông già, tên chột khẽ rùng mình, căng thẳng nói, tôi chưa từng gặp ông ta. Rõ ràng là nói láo, tôi lấy con dao ban nãy ra chất vấn, cái này thì sao? Tên chột càng hốt hoảng, sao nó lại ở đây? Không phải, nó không phải dao của tôi vẫn còn ở chỗ ngồi. Chỗ ngồi nào, đưa vé tàu ra đây xem một chút. Tôi nói nhanh. Tiểu Đào tiến tới lục túi hắn, lấy ví ra, phát hiện hắn có một căn cước giả cùng 3 vé tàu. Cả 3 vé đều là tên hắn, đúng là thỏ khôn có 3 hang. Điện thoại của tên chột thì lại ngoài ý muốn mà vô cùng sạch sẽ, bên trong không có bất cứ số liên lạc nào. Thẻ nhớ cũng trống không, có lẽ là nghe phong thanh không đúng, đã sớm xử lý. Có điều dù thế nào thì sau đó cũng có thể khôi phục bằng biện pháp kỹ thuật, không sợ không có chứng cứ. Lúc này Băng Tâm chạy tới kinh ngạc hỏi, đây là nghi phạm sao? Lấy vân tay. Tôi ra lệnh. Băng Tâm liền lấy vân tay hai ngón cái của tên chột. Hắn thề thốt, tôi có thể thề với trời, vụ án này không liên quan tới tôi. Con dao này chắc chắn không có vân tay của tôi. Vân tay hoàn toàn trùng khớp. Rất nhanh thì Băng Tâm đã có kết quả. Độc Nhãn Long kinh hãi, quỳ thụp xuống, chính quyền, đây là có người hãm hại tôi. Tôi thật sự không giết người, cầu xin các người làm chủ cho tôi. Vừa nói hắn vừa nhào tới ôm lấy gấu quần tôi. Tiểu Đào quát, đàng hoàng một chút. Độc Nhãn Long nằm ra đất khóc ròng, chuyện khác tôi đều có thể nhận, duy chỉ có giết người thì không. Tôi thật không có giết người, bằng chứng như núi, còn rảo biện. Tiểu Đào cả giận. Trên hung khí có ADN nạn nhân cùng vân tay của nghi phạm, chứng cứ này đưa lên tòa án thì là chứng cứ 100%, nhưng khả năng vụ án này có ẩn tình khác. Tôi tạm thời chưa tính vạch trần, cứ dung cây dọa khỉ cậy miệng hắn đã. Bèn nói, vậy người khai báo chuyện khác trước, khai báo cho đàng hoàng. Việc này sẽ quyết định án của ngươi là ngồi tù hay tử hình. Độc Nhãn Long lệ chảy ròng ròng, khấu đầu, tôi khai. Chương 696, thư của cha. Độc Nhãn Long khai, việc vận chuyển ma túy đúng là hắn đứng đằng sau, chuyện này đã làm 5 đến 6 năm rồi. Hắn phát hiện ngành đường sắt kiểm tra không nghiêm ngặt như hàng không, chỉ cần động não một chút thì việc mang theo ma túy là rất dễ dàng. Mỗi một tép ma túy giá 100 tệ ở Điền Nam mang đến thành phố hạng 2 như Phủ Phong liền bán được 400 tệ, thậm chí là 500 tệ, thực sự là một vốn 10 lời. Bị lợi ích làm mờ mắt, hắn bắt đầu liều mạng. Ban đầu là tự mình mang theo ma túy rồi dần dần làm ăn càng ngày càng lớn, nhu cầu càng cao, hắn nhận ra một mình làm không xuể.
Thế là hắn bắt đầu tới các tụ điểm ăn chơi, chiêu mộ vài thanh niên lông bông, bảo họ mang ma túy bên người, chính mình đi theo áp giải, tạo thành một đội vận chuyển ma túy. Phương pháp mang ma túy theo hắn nghĩ ra rất nhiều, như bỏ vào quà vặt, giả làm đường cát, còn bỏ vào bao cao su nuốt hoặc giấu trong hậu môn. Tôi hỏi, ngươi làm nghề này lâu như vậy, chưa một lần thất thủ? Độc Nhãn Long đáp, cho tới bây giờ thì chưa. Ai già, cái nghề này của chúng tôi chỉ thất thủ một lần là xong đời. Tôi nhận thua. Cái chết của đàn em, ngươi biết gì không? Vừa nhắc tới vấn đề án mạng, Độc Nhãn Long không khỏi căng thẳng, tôi không biết gì cả. Lúc đó tôi nói với hắn mấy câu, sau đó về tòa. Rồi có người hô có án mạng, tôi chạy tới nhìn thì là hắn, sợ xảy ra chuyện nên nhắn tin cho tất cả tay chân, bảo chúng cẩn thận một chút. Tin hắn nhắn chỉ là một dấu chấm than, trước đó tôi thấy trên điện thoại của mấy tên buôn ma túy. Hẳn đó là ám hiệu của bọn chúng, nhưng lúc đó nhắn lại thì không gửi được tin. Tiểu Đào hỏi, ông già bị chết này thì sao? Tôi không biết, thật sự không biết. Tôi nào to gan như vậy, xảy ra chuyện còn dám giết người, thế có mà chán sống. Hơn nữa tôi cũng không biết ông ta. Độc Nhãn Long chối đầy đẩy. Thật sự không biết. Tốt nhất ngươi đừng giấu giếm bất cứ điều gì. Tôi lạnh lùng. Tên chột cắn răng, tôi nhớ ra rồi. Lúc phát hiện án mạng đầu tiên, tôi rời khỏi chỗ ngồi. Sau đó quay về thì thấy ông già này đi tới, liếc tôi một cái rồi bỏ đi. Tôi phân vân, chẳng lẽ người này biết mình. Vì vậy bèn vào nhà vệ sinh, ăn mặc giả trang rồi đi sang toa khác. Con dao này lúc trước để ở đó, ở chỗ tôi ngồi, dùng để gọt táo. Anh có thể hỏi cô gái ngồi cạnh tôi. Độc Nhãn Long đáp. Tiểu Đào khinh bỉ, thật giảo hoạt, không hỏi tới cùng thì không nói phải không? Độc Nhãn Long hốt hoảng, chính quyền, tôi thật là chỉ từng gặp ông ta một lần. Có trời chứng giám, tôi điên à mà phải giết ông ta. Đừng nói là giết người, gà tôi còn chưa từng giết. Lúc này thì có điện thoại tới, là đồn công an quản lý hộ tịch ông già. Nghe họ nói xong, tôi nhìn chằm chằm tên chột, khiến hắn thoáng sợ hãi. Tên chột nói, chính quyền, anh nghĩ gì về tôi? Ngươi thật chưa từng giết người. Bao gồm cả gián tiếp hại chết người ta, trả lời cho thành thật. Tên chột toát mồ hôi lạnh, miệng vẫn còn chối, không có, thật không có. Để ta nhắc ngươi một cái tên, nhất định ngươi có ấn tượng. Phan Kiệt. Độc Nhãn Long lập tức hoảng hốt, nói loạn, không biết, chưa nghe bao giờ. Tôi quát, còn dám cãi. Độc Nhãn Long sợ muốn phát khóc, run rẩy khai. Mấy năm trước hắn có đàn em tên là Phan Kiệt, lần đầu làm ăn với hắn, dùng bao cao su giấu ma túy vào bụng. Vốn nghĩ sẽ suôn sẻ, ai ngờ tiểu tử này đến ga tàu thì nói không muốn làm, sợ ngồi tù. Độc Nhãn Long tức giận đạp hắn một cái, nào ngờ một cước này phá vỡ cái bọc cao su trong bụng Phan Kiệt. Toàn bộ ma túy ngấm vào thành ruột, hắn chết. Nói xong Độc Nhãn Long cầu xin, đó là chuyện ngoài ý muốn. Một cước tôi đạp không hề mạnh, tôi thề. Đừng có thể thốt với ta nữa, từ lúc bị phát hiện, ngươi thề bao nhiêu câu rồi. Sau khi Phan Kiệt chết, cảnh sát có tìm ngươi không? Tôi hỏi. Tìm, nhưng không đủ bằng chứng, tôi bỏ tiền thuê luật sư biện hộ. Nhưng lão già này không chịu thua, vụ kiện đã kết thúc rồi còn cứ dây dưa không dứt. Có một lần tôi, Độc Nhãn Long định nói lại thôi. Ngươi làm gì? Tôi hỏi. Tôi dạy dỗ lão già một trận, dĩ nhiên không phải tôi tự mình động thủ, là đàn em A Hoa làm. Chính là tên bị chết kia, Độc Nhãn Long nói. Vậy mà ngươi nói không quen biết ông lão này. Tôi chỉ hận không được đạp cho hắn một cái. Tôi, là tôi sợ bị nghi ngờ. Chuyện Độc Nhãn Long khai trùng khớp với những gì đồn công an nói, tôi gật đầu, người chết vốn là cha của Phan Kiệt. Tiểu Đào bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy là tên này sợ bị ông ta trả thù nên tiên hạ thủ vi cường. Tôi lắc đầu, ông già này tự sát. Mọi người đều kinh ngạc, tôi nói toàn bộ quá trình vụ án ra. Vốn dĩ Phan Can Sinh trên tàu nhìn thấy kẻ giết con mình, ông ta lại được chẩn đoán mắc ung thư gan, sợ rằng mình không sống được lâu nữa. Cho nên đã quyết định đánh cược tính mạng, báo thù cho con trai. Nhưng trùng hợp lại gặp Mao Cương cứ tung hô về sự tích huy hoàng của tôi trong tòa. Ông ta ý thức được nếu mình giết người có thể sẽ bị tra ra, thậm chí còn bị ngăn cản. Suy đi nghĩ lại, ông ấy nghĩ ra chiêu xả thân giá họa, mượn tay tôi để đưa tên chột vào tù. Ông ta bèn âm thầm đến chỗ ngồi của Độc Nhãn Long, giấu đi con dao này,
đeo găng tay để không lưu lại vân tay. Trên đó, găng tay là loại dùng một lần bên trong hộp gà quay. Hành khách trên tàu rất động, ông lão đang tìm nơi thích hợp thì lại bị tên áo sơ mi, chính là A Hoa năm đó đánh mình nhận ra. Sợ kế hoạch thất bại, ông lão liền đâm một nhát vào bụng hắn. Đương nhiên tên kia không dám làm ầm lên, vọt vào nhà vệ sinh gần nhất chơi thuốc phiện để giảm đau, không ngờ lăn ra chết, biến thành một vụ giết người trong phòng kín. Ông lão tiếp tục kế hoạch, đó là dùng chính con dao ở chỗ ngồi của Độc Nhãn Long, tự sát, như vậy Độc Nhãn Long có trăm cái miệng cũng khó cãi. Ông lão bèn cắt tay mình rồi định trả lại con dao vào chỗ cũ thì phát hiện Độc Nhãn Long ngồi ở đó. Nếu theo như kế hoạch này, tôi nghĩ hẳn ông lão cần một hung khí khác mới có thể hoàn thành giá họa. Ban nãy tôi phát hiện trong hành lý ông ấy một con dao gọt trái cây. Ông ta lựa chọn phương án khác, nhân lúc chúng tôi bắt tốp vận chuyển ma túy, cảnh sát đường sắt không có ai, âm thầm lẻn vào nhà vệ sinh ngồi xuống, dùng chính con dao kia đâm vào ngực mình. Việc làm này cần có một quyết tâm rất lớn nhưng vì báo thù cho con trai, ông ấy vẫn làm. Làm xong, ông ta ném con dao qua cửa sổ, ngồi đó chờ chết vì mất máu. Nói xong tôi bổ sung, hung khí này về có thể xét nghiệm, chắc chắn có ADN của nạn nhân thứ nhất. Tiểu Đào cả kinh, hung thủ và nạn nhân lại cùng là một người. Không đúng, lúc đó ở hiện trường không tìm được găng tay dùng một lần. Tôi nhìn cái xác nói, nếu anh đoán không sai thì nó ở trong bụng ông ta. Trước đó qua lời Mao Cương, ông lão biết tôi không giải phẫu khi nghiệm thi. Mặc dù có thể thính cốt biện âm, nhưng không thể phân biệt được cái găng tay ni lông trong bụng. Bởi vậy tôi đoán trước khi chết ông lão đã vo cục cái găng tay rồi nuốt xuống, như vậy toàn bộ vụ án hoàn hảo được cấu thành. Chi tiết này có thể thông qua pháp y giải phẫu để xác nhận. Kế hoạch này theo suy nghĩ chủ quan của ông lão thì rất hoàn hảo, nhưng thực tế lại có rất nhiều sơ hở. Tôi đã khám nghiệm nhiều tử thi như vậy, có thể cảm giác điểm không đúng một cách tự nhiên. Quả thực nó không giống án mạng, loại bỏ hết những khả năng không thể, cuối cùng có kết luận này. Sau khi nói hết, mọi người trầm mặc hồi lâu, đều động lòng bởi sự hy sinh báo thù của ông lão. Tôi lôi một tập giấy vàng ra đốt, nói, lão nhân gia, ngại ngùng, đen là đen, trắng là trắng. Là hậu nhân của Tống Từ, tôi không thể gài tang vật hãm hại. Đốt xong, tôi xin cảnh sát một điếu thuốc, tay cảnh sát đường sắt nói, tên chột này hư hỏng như vậy, tôi nghĩ cứ quy vào tội mưu sát. Hắn buôn ma túy cũng hại không biết bao nhiêu gia đình nhà tan cửa nát, vốn là một ung nhọt của xã hội. Tên chột hoảng hốt xua tay, đại ca, anh không thể nói bậy như vậy. Tôi không có giết người, vị tiểu ca này đã nói rất rõ ràng, các người không thể vu oan cho người tốt. Ngươi là người tốt sao? Cảnh sát nổi giận mắng. Tôi thừa nhận nhân phẩm của mình, có tì vết, nhưng suy cho cùng tôi là người tốt, chỉ là làm ăn không minh bạch. Biết mình vô tội, tên chột lại bắt đầu khua môi múa mép. Tôi đưa điếu thuốc cho hắn, nói, được rồi, vụ án đã kết thúc, hút một điếu đi. Được. Hắn hưng phấn lại gần, may có vị tiểu huynh đệ này công chính liêm minh, cậu ở đơn vị nào, để về tôi tặng cờ lưu niệm. Ngươi lo cho bản thân mình trước đi, tổ chức buôn bán ma túy, 20 năm là khó thoát. Tiểu Đào mỉa mai, chẳng sao, tôi cũng không phải chưa ngồi tù bao giờ. Quay lại trại giam như về nhà cũ, anh em bên trong đều là bạn cũ, lại nói chuyện dễ nghe, tôi còn thích đi tù ấy chứ. Hắn vô liêm sỉ nói, khi điếu thuốc hắn hút hết một nửa, tôi chợt hỏi, ngươi có tin trên đời này có ma không? Tiểu huynh đệ, tự nhiên nói cái này làm gì? Tên chột run run giọng. Ta cho ngươi biết, ông lão này báo thù bất thành, oán hận chất chưa không hóa giải, nhất định ông ta sẽ về tìm ngươi. Không, thực ra ông ta vẫn đang ở đây, ngươi có cảm giác thân mình ớn lạnh, hai vai nặng trĩu không? Tôi âm u nói. Mặt tên chột như màu đất, dùng mình một cái, liếc ra sau bả vai mình, đột nhiên hét lên ngã lăn ra đất, đừng đến tìm tôi. Đừng đến tìm tôi, con trai ông chết không liên quan đến tôi. Van xin ông. Phản ứng dữ dội của hắn khiến tất cả sợ ngây người, không ít người ngoái đầu nhìn thi thể ông lão đang phủ ga trải giường. Gió khẽ thổi mép ga bay lên, để lộ gương mặt ông lão chết không nhắm mắt. Tiểu Đào huých tôi một cái, hỏi nhỏ, anh bỏ thêm cái gì vào thuốc rồi hả? Tôi cười, cho hắn thử chút nhập mộng tán, dù sao chúng ta cũng không thể thay đổi trắng đen, dọa hắn một chút để hắn cải tạo tốt trong ngục, coi như là anh làm vì ông lão đi. Một tiếng sau cảnh sát địa phương tới,
tiếp quản vụ án. Sau đó thì tàu cũng thông đường, cảnh sát tóm tắt vụ án qua radio cho hành khách, không khí căng thẳng lập tức tiêu tan. Bảo mật với nhiều người như vậy là không thể. Ngày hôm sau, bản tin thần thám một tiếng phá vụ án tàu hỏa đã xuất hiện trên Weibo, có điều nội dung đều là đoán mò, cũng không nhắc tới tổ đặc án. Sau đó tôi nhận được điện thoại của cảnh sát địa phương, toàn bộ tình tiết vụ án cơ bản là đúng như tôi suy đoán. Trên dao có ADN của A Hoa, trong dạ dày ông lão có cái găng tay ni lông, trên người ông không có vân tay của ai khác, tự sát là không thể bàn cãi. Thế nhưng đám tay chân vận chuyển ma túy ra tòa lại nói không quen biết tên chột, hắn thì thuê luật sư giỏi, cuối cùng vì không đủ chứng cứ mà tòa án lại phải thả hắn ra. Cảnh sát đoán rằng Độc Nhãn Long đã chi một số tiền lớn để bịt miệng đám tay chân, khiến họ cam tâm chịu oan, mỗi người lãnh 20 năm tù giam. Có điều tôi chưa kịp mắng thành tiếng thì cảnh sát địa phương bổ sung, ngày thứ hai sau khi ra tòa, Độc Nhãn Long được phát hiện đã chết trên ghế sofa tại nhà. Nguyên nhân tử vong là tim bị cắt mất, trên tường có 8 chữ lớn, Giang Bắc Tàn Đao, Thay Trời Hành, Đạo. Vụ án này không khỏi khiến tôi cảm khái, luật pháp là để răn đe tội phạm, nhưng đôi khi lại chính là cái ô bao che cho chúng. Một kẻ hành tẩu bên ngoài pháp luật, đứng trên đỉnh đạo đức, đao thần, rốt cuộc sự tồn tại của ngươi là đúng hay sai? Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 697, Tống Dương lái máy bay. Tối hôm đó chúng tôi tới Cục Cảnh sát thành phố Phù Phong. Điều khiến chúng tôi kinh ngạc là cả Tôn Lão Hổ, Vương Nguyên Thạch và Lão Yêu đều đang ở đây. Tôn Lão Hổ cười ha hà nói, chờ mấy người tới, rau cúc cũng lạnh. Tôi đáp, trên tàu gặp mấy tên buôn ma túy, có điều đã giải quyết hết. Tôn Thúc Thúc, tâm trạng Thúc tốt như vậy, phải chăng tàn dư của Cảnh Vương gia đã được xử lý? Người thì quả thật bọn ta đã bắt được, nhưng... Vừa nói, Tôn Lão Hổ liền nhíu mày. Hành động trảm lang vừa rồi chúng tôi đã tận diệt tập đoàn trải dài 3 tỉnh của Cảnh Vương gia, nhưng có một con cá lọt lưới, chính là tên thợ đồng hồ. Mới đây không lâu, cảnh sát đã phát hiện tung tích của thợ đồng hồ. Lúc vây bắt thì đám giang hồ dựa vào địa thể hiểm yếu để chống trả. Đội đặc nhiệm rất nhanh thì đã đánh hạ toàn bộ, bắt được mấy tên. Qua thẩm vấn chúng khai, thợ đồng hồ đang hành động trong bóng tối, tựa hồ là muốn phục hưng thế lực của Cảnh Vương gia. Nhưng với sự giàu hoạt của mình, thợ đồng hồ lại trốn thoát, thủ hạ của hắn không nắm được nhiều thông tin, chỉ biết hắn trốn đi Macau tìm một người. Người này đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc phục hưng thế lực, được bọn chúng gọi là VIP. VIP, lẽ nào là đời sau của Cảnh Vương gia? Tôi hỏi. Thông tin hiện tại chưa biết, nhưng có câu tiễn Phật tiến đến Tây Phương, chiến dịch trảm lang là do tổ đặc án phát động, vậy phải do chúng ta dập tắt cái tàn dư này. Cân nhắc đến việc cảnh sát bên Macau không chung hệ thống với chúng ta, nên lần này ta sẽ cùng hành động, ngoại giao cứ giao cho ta. Tôn Lão Hổ vỗ vai tôi, ngày kia ta sẽ lên đường. Đi, ăn bữa cơm đã, lâu rồi không được ngồi chung. Chúng tôi và Tôn Lão Hổ vốn không phải là người ngoài. Ông ta đã mời cơm, đương nhiên tôi phải làm thịt một trận. Bọn tôi chọn một nhà hàng khá to, Tôn Lão Hổ cố ý đặt một gian phòng riêng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nhà nhà sáng đèn, yên tĩnh êm đềm, lòng tôi không khỏi cảm khái. Mảnh đất này từng thấm đẫm mồ hôi và máu của chúng tôi, tận lực để xua tan màn sương mù bao phủ thành phố. Tiểu Đào nháy mắt với tôi, có phải là rất nhiều xúc động không, tối nay có muốn quay về chốn cũ một phen. Nhìn vẻ mặt dâm tà của nàng, tôi biết nàng ám chỉ cái gì, lập tức nói, được, ôn lại kỷ niệm cũ một lần. Mẹ ơi, công khai lái máy bay, Tống Dương, ngươi biến thành cơ trưởng lâu năm từ bao giờ thế? Lão Yêu la lên, mọi người lập tức nhao nhao lên khiến tôi đỏ bừng mặt. Thì ra bí mật của tôi và Tiểu Đào đêm hôm đó đã sớm bị mọi người đoán ra. Tôn Lão Hổ cười ha hả rót rượu, hai đứa khi nào thì kết hôn, ta vẫn đang chờ uống rượu mừng đây. Tiểu Đào bẽn lẽn, cái này còn phải bàn bạc với cha tôi đã. Băng Tâm hỏi, Tống Dương ca ca, không cần nói một tiếng với nhà huynh sao? Tôi rất ngại nhắc đến chuyện này trước mặt bạn bè đồng đội, đáp qua loa lấy lệ, Tết về rồi nói, chúng ta nói chuyện khác đi. Tôn Lão Hổ nhìn một vòng mọi người, nét mặt từ từ trở nên nghiêm túc, ở đây đều là người mình, ta đi thẳng vào vấn đề chính. Từ sau sự kiện Thuần Cẩu Sư, Bộ Công an không chỉ phê chuẩn thành lập tổ đặc án,
mà còn gom góp chứng cứ phạm tội của Giang Bắc Tàn Đao khắp cả nước. Nói xong, ông ta lấy ra một cái USB giao cho tôi. Đây là những thông tin trên bộ thu thập được, đều là những vụ án cũ, nội dung khá nhiều, con có thể tham khảo. Tôi hỏi, lần mai người của tổ chức sẽ lộ diện chứ? Tôn Lão Hổ cau mày, không loại trừ khả năng, Cảnh Vương gia là nhân vật đứng thứ hai trong tổ chức, ta cảm giác chuyến đi Macau lần này nhất định sẽ rất nguy hiểm, tất cả phải hành động cẩn thận. Phải rồi, vị bằng hữu kia không tới à? Vị bằng hữu mà ông ta nói dĩ nhiên là Đao Thần. Từ cách gọi khác đi của Tôn Lão Hổ, ông ta đã coi Đao Thần là đồng minh. Tôi nhìn Tống Tinh Thần một cái, hắn nhàn nhạt nói, cách đây ít hôm ta nhận được tin của tiền bối, thương thế đã lành hoàn toàn. Ta cũng đã nói cho ông ấy lần hành động này, ông nói lúc cần thiết sẽ có mặt. Tôn Lão Hổ nhìn Tinh Thần, cười nói, ta vẫn cứ luôn suy nghĩ, người đàn ông xuất quỷ nhập thần này rốt cuộc là ai, phải chăng có liên quan đến Tống gia nhà các cậu. Tống Tinh Thần không đáp lời, Tôn Lão Hổ gắp một miếng thịt dê nướng, chỉ là thuận miệng nói, không cần coi là thật. Mọi người dùng bữa đi. Thân phận của Đao Thần cũng để lại trong tôi rất nhiều suy đoán, nhưng nếu hắn đã không muốn lộ diện, tôi cũng chẳng hỏi tới cùng. Một ngày nào đó hắn chịu nói, có lẽ chính là ngày Giang Bắc Tàn Đao bị tiêu diệt. Đối với cái ngày đó, tôi vừa mong đợi lại vừa bất an, tức là tôi phải đối mặt với kẻ thù giết ông nội mình, có lẽ chính tay tôi sẽ bắt hắn về quy án. Ngó ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm hiền hòa, mặc dù thế nào thì tôi vẫn mong được thấy tổ chức này diệt tuyệt. Ăn cơm xong chúng tôi đến khách sạn gần đó. Theo thói quen thì Tiểu Đào và Băng Tâm thuê chung một phòng, Tôn Lão Hổ chen vào, để Tống Dương với Tiểu Đào chung một phòng đi. Băng Tâm lè lưỡi, thế thì con ở một mình một phòng, không thành vấn đề, cha bỏ tiền. Tôi lại lập tức đỏ bừng mặt, đang tính từ chối thì Tôn Lão Hổ cười lớn, sống thì đừng có chờ đợi, đến hôm đi Macau khẳng định sẽ bận rộn sứt đầu mẻ chán, giờ xả hơi một chút cũng là cần thiết. Băng Tâm cười hì hì, đúng rồi, nhưng đừng gây tiếng động lớn quá, tránh nhiễu dân. Con nha đầu này cũng học thói xấu rồi. Tôn Lão Hổ vỗ đầu Băng Tâm. Thịnh tình khó chối từ, tôi cũng đành chấp thuận, đây là lần đầu phá án mà tôi với Tiểu Đào ở riêng một phòng. Vừa bước vào cửa, tôi phát giác chỉ có một cái giường lớn, Tôn Lão Hổ đúng là ác ý. Tiểu Đào duỗi vai vui vẻ, cuối cùng cũng được ngủ giường lớn rồi, em đi tắm đã. Đi đi. Tôi mở laptop, cắm USB vào, bên trong đều là những hồ sơ được photo. Đây là những vụ án bế tắc khi xưa, sau khi Giang Bắc Tàn Đao nổi lên mặt nước, Bộ Công an liền kết nối với chúng. Được coi là tội phạm bị truy nã cấp S, phong cách phạm tội của Thất Đại Thiên Vương không giống nhau. Tôi vừa nhìn vừa sắp xếp trong đầu, căn cứ vào tính chất phạm tội, đại khái có thể phỏng đoán một vài vụ án là kiệt tác của ai. Đang xem rất nhập tâm thì Tiểu Đào gõ vào cửa phòng tắm, hỏi, anh có vào tắm chung không? Tôi không kịp phản ứng, thuận miệng nói, không, lát nữa anh tắm sau. Tiểu Đào cười khanh khách, đồ ngốc. Lát sau nàng tắm xong đi ra, người quấn khăn tắm, hơi nước bốc đầy cơ thể, nhìn mà tim tôi đập nhanh thình thịch. Tiểu Đào đi tới, ngồi lên đùi tôi, cầm con chuột dê dê, nói, oa, nhiều án mạng như vậy, tất cả đều là do tổ chức tạo nghiệt. Đúng vậy, là những vụ án 20 năm trước đổ lại, cái ung nhọt này thật là quá sức gây hại. Tôi nghiến răng, Tiểu Đào ngồi trên đùi tôi rất êm, chẳng thấy nặng chút nào. Đột nhiên nàng xoay người lại, đôi tay nõn nà ôm lấy tôi, nũng nịu nói, đợi lát nữa rồi xem tiếp. Lần đầu của chúng tôi là ở Phù Phong, lần thứ hai cũng lại ở Phù Phong, cuộc sống thật đúng là nhiều bất ngờ. Tôi đang bốc hỏa trong lòng, tay chân định tay máy người nàng thì đột nhiên phát hiện, camera của laptop hình như đã được kích hoạt. Chương 698, một đêm dài. Lập tức biết đó là ai, tôi mắng lớn, đồ cặn bã xã hội. Tôi gấp laptop lại, bảo Tiểu Đào ngồi chờ một lát, sau đó lao sang phòng Lão Yêu. Hắn quên đóng cửa, đang luống cuống tay chân tắt màn hình máy tính, bị tôi bắt quả tang. Tôi nói, tiểu tử ngươi sở thích cũng thú vị nhỉ. Lão Yêu giấu đầu hở đuôi, ta không cố ý xem các ngươi làm chuyện tốt, chỉ đang kiểm tra tường lửa của khách sạn, đề phòng tài liệu quan trọng bị đánh cắp. Dám nói láo trước mặt ta, tôi siết nắm đấm. Tiểu Tống Tống, người ta lần đầu tiên, tha thứ cho người ta đi mà. Đối mặt với sự nũng nịu của hắn, tôi nổi hết cả da gà, nói tránh đi, đúng rồi, ngươi biết xử lý âm thanh không?
Biết, đó là thứ ta học sau khi chơi đùa. Sao vậy, ngươi định bảo lưu âm thanh lúc hai người làm chuyện đó, để cài làm nhạc chuông à? Lão yêu tỏ ra ngây thơ. Cút. Tôi lấy ra một tờ giấy viết sẵn đưa cho hắn, rồi cho hắn nghe một đoạn ghi âm, bảo hắn ngụy tạo một khúc âm thanh, đây coi như là hình phạt cho ngươi. Thoát khỏi lão yêu, tôi quay về phòng khóa kỹ cửa, tắt nguồn máy tính, rốt cuộc cũng không còn ai quấy rầy. Ném Tiểu Đào lên giường, ai ngờ nàng lại ngang ngược ngồi hẳn lên người tôi, rất nhanh tiếng thở dốc đang vang vọng cả căn phòng. Ngày hôm sau xuống lầu ăn sáng, Băng Tâm trông thấy tôi thì phì cười, chỉ vào mắt. Tôi nhất thời, toát mồ hôi lạnh, nhất định là mắt mình thâm quầng do thiếu ngủ. Dĩ nhiên là đêm qua tôi phải thiếu ngủ rồi. Ấp úng giải thích, tối qua ta xem tài liệu Tôn Thúc đưa, nên thức khuya. Bịt tai ăn cắp chuông, Băng Tâm cười nhìn Tiểu Đào. Nàng có kinh nghiệm về chuyện thức khuya hơn tôi, đã sớm đắp mặt nạ, che kín vầng mắt thâm quầng. Vẻ ngoài trong sáng, tư tưởng hạ lưu, Tiểu Đào mắng một câu, muội không có nói gì nha, Băng Tâm nói. Tiểu Đào tự biết mắc bẫy, lúng túng đổi chủ đề, được rồi, ăn sáng xong còn việc phải làm. Thật vất vả chịu đựng ánh mắt giễu cợt của mọi người trong bữa sáng. Hôm nay tôi định sẽ đi mua ít dược liệu, bổ sung cho chuyến đi Macao lần này. Cả ngày tôi với Tiểu Đào quấn lấy nhau, trải qua một đêm, quan hệ giữa chúng tôi càng trở nên mật thiết, chỉ khẽ hành động cũng cảm giác sự ăn ý từ đối phương. Giờ phút này, Tiểu Đào trong mắt tôi là người con gái đẹp nhất thế gian, nhìn ngắm bao nhiêu cũng không đủ, ngắm đến mức nàng đỏ bừng mặt mới thôi. Nhưng trải qua âm dương hòa hợp, trong lòng tôi lại dấy lên một nỗi lo sợ, sợ một ngày nào đó có thể mất tất cả những thứ này. Nhưng tôi biết, giang bắc tàn đao, chỉ có thể do chúng tôi đương đầu, có lẽ trong tâm có ràng buộc thì mới càng trở nên mạnh mẽ. Mua xong nguyên liệu, chúng tôi ghé thăm đồng đội đã từng kề vai tác chiến, Trịnh Á Long. Vết thương của anh ta gần như đã khỏi hẳn, nhưng do mất một cánh tay nên giờ chuyển sang làm công tác huấn luyện. Xa cách gặp lại, ai cũng xúc động, hàn huyên đủ chuyện. Về phần Niếp Cảnh Quan, anh ta đã quay về bộ, hai người trải qua sinh tử hoạn nạn, đã thành bạn thân, thường xuyên gọi điện cho nhau tán gẫu. Bên cạnh đó tôi còn làm một chuyện nhỏ, đó là tháo bột cánh tay phải. Do được xử lý kịp thời, cộng với bí dược Tống gia, cánh tay gãy do Cảnh Vương gia ban tặng đã khỏi hẳn. Gần đây ngứa ngáy không chịu nổi, thôi thì tháo quách nó ra cho lành. Tháo bột xong, cánh tay vẫn hơi đau, có điều lâu lắm mới được tiếp xúc với ánh nắng, cảm giác vẫn là khoan khoái. Bác sĩ kê cho tôi ít thuốc bổ, dặn dò kỹ không được cử động mạnh, nếu không sẽ tái gãy. Ra khỏi viện, tôi nói với Tiểu Đào, nói xem tối anh muốn làm gì nào. Dứt lời tôi ôm chầm lấy nàng, anh muốn ôm em bằng cả hai tay. Tiểu Đào ngượng ngùng khẽ cười. Hai ngày ngắn ngủi ở Phù Phong kết thúc, sáng hôm say chúng tôi lên máy bay tới Macao. Nơi này không hổ là Las Vegas của phương Đông, máy bay gần hạ cánh chúng tôi có thể cảm nhận được không khí náo nhiệt. Đáng tiếc bây giờ không phải ban đêm, nếu không sẽ được thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của Macao. Dù sao thì cũng không phải đến đây để chơi, nhìn du khách qua lại như con thoi ngoài cửa sổ, lòng tôi không gợn sóng, nói, nhớ không lầm thì Macao là địa bàn của Đỗ Thánh. Tôn Lão Hổ gật đầu, căn cứ vào tin tình báo, Đỗ Thánh nắm trong tay gần 3 phần số sòng bạc ở đây, 7 phần còn lại thì cũng đều có liên quan tới hắn, như cổ phần hay cắt phế. Có thể nói, hắn là bá chủ một phương ở đây, có điều bản thân lại rất ít lộ diện. Người này là một tay cờ bạc thâm niên, đã từng đổi tên 3-4 lần, bởi vì một tay cờ bạc quá nổi tiếng sẽ mất đi đối thủ. Thậm chí có người còn nghi, Đỗ Vương 20 năm trước nổi danh Đông Nam Á, sau đó mất tích bí ẩn chính là tên giả của hắn. Băng Tâm nghe đến ngây người, hỏi, xem ra hắn không phải là người xấu. Không xấu, con nghĩ quá đơn giản. Tôn Lão Hổ cười lạnh, bản thân đánh bạc đã không phải là chuyện tốt, con có biết bao nhiêu người tán gia bại sản trong sòng bạc của hắn, nhảy xuống biển tự sát không? Hơn nữa hắn còn đứng sau bọn cho vay nặng lãi bên trong sòng, tạo thành một chuỗi lợi ích. Cho dù một tên quỷ nghèo vào sòng bạc, đám lưu manh đó cũng cho vay tiền để chơi, sau đó đòi nợ mới lộ bộ mặt thật. Đe dọa, bắt cóc người nhà, ép con nợ đi lao động chui, bán máu, thậm chí cắt nội tạng trừ nợ. Năm xưa quá trình Đỗ Thánh xưng bá nơi này cũng máu tanh ngập trời, hắn từng giết 3 chủ sòng bạc không chịu hợp tác, treo ở nơi phồn hoa nhất để thị chúng. Giờ thì đúng là hắn đã tẩy trắng, nhưng đừng quên hắn là một trong hắc ám thất thiên vương,
một tội phạm ác quán mãn doanh. Nghe xong chúng tôi trầm mặc một hồi, bất kỳ kẻ nào trong Thất Thiên Vương đều là thập ác bất xá, kể cả Như Huyết Anh Vũ lúc chính lúc tà. Trong hồ sơ hôm trước, tôi đã thấy lượng lớn án mạng mà cô ta gây ra, phong cách rất rõ ràng, trước giờ chỉ giết đàn ông, chưa bao giờ đụng tới phụ nữ và trẻ em. Lúc này đột nhiên Băng Tâm tựa cửa sổ la lên một tiếng, oa, đẹp trai quá. Chỉ thấy bên ngoài có hai tuần cảnh mặc quân phục, đội mũ nồi đỏ đi tuần. Bất kể là nhan sắc hay là dáng người đều rất chuẩn, đồng phục thì loè loẹt, theo tôi thấy thì giống diễn viên hơn. Tiểu Đào nói, nghe đồn bên Ma Cao này ứng tuyển cảnh sát còn phải xem chiều cao, khuôn mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngồi xe một lúc thì tới thị cục, dĩ nhiên nơi này không gọi là cục cảnh sát, mà gọi là cục trị an. Tôn Lão Hổ tìm cục trưởng để ngoại giao, thái độ của cục trưởng đối với cảnh sát đại lục là rất tốt. Chỉ có điều giao tiếp hai bên có hơi trở ngại, cục trưởng nói giọng Ma Cao, cứ một câu lại đệm một câu tiếng Anh, tôi nghe mà buồn cười. Giao tiếp hồi lâu, Tôn Lão Hổ mới trình bày ý định, cục trưởng đồng ý hợp tác bắt phạm, sau đó gọi một cảnh quan ngoài 30 vào. Người này họ Lương, trưởng khoa điều tra hình sự, đã nhiều lần hợp tác cùng cảnh sát đại lục. Lương cảnh quan chào chúng tôi một câu, giới thiệu, tôi tên Lương Gia Minh, lần này hợp tác xin được chiếu cố. Tiểu Đào cũng đáp lễ, tiếng phổ thông của Lương cảnh quan thật tốt. Lương cảnh quan cười, tôi học đại học ở Đại Lục, khoa điện tử viễn thông, đã từng đi làm ở công ty. Nhưng chí hướng của tôi trước giờ vẫn là cảnh sát. Các bạn đang nghe chuyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 699, chữ thập tử thần. Chúng tôi tìm một gian phòng họp, trao đổi tin tức một chút. Nếu muốn hợp tác thì không được giấu giếm, tôi nói sơ qua một lượt về tổ chức Giang Bắc Tàn Đao cho Lương cảnh quan nghe. Nghe xong Lương cảnh quan nhíu mày, mấy vị chờ một chút, tôi có cái này cho mọi người xem. Lát sau, anh ta mang tới hai phần báo cáo khám nghiệm tử thi cùng một cái hộp. Tôi lật hai bản báo cáo nghiệm thi, để ý thấy trên người thi thể có nhiều vết rách, chất kích thích được phát hiện trong cơ thể, tay chân có vết chói. Tôi hỏi, nạn nhân bị dùng hình. Lương cảnh quan kinh ngạc nhìn tôi, tiểu huynh đệ này đúng là chuyên gia, chúng tôi phân tích cả buổi trưa mới đưa ra được kết luận, cậu chỉ liếc một cái đã nhìn ra. Tôi gật đầu, bởi vì tôi đã quen với tên tội phạm này, hiểu cách thức gây án nên mới nói vậy. Thợ đồng hồ đã bắt đầu hành động. Xem ra là như vậy, tôi đang đau đầu không biết xử lý vụ này thế nào. Hai người bị hại không có liên hệ, cũng không tồn tại động cơ giết người, may mà có mọi người tới. Phải rồi, ở đây tôi còn một thứ nữa. Nói xong anh ta mở hộp ra, bên trong là ba cái cắp bằng kim loại, đó là của Đỗ Thánh Cuồng Trù và Huyết Anh Vũ. Tôi hỏi, từ đâu anh có những thứ này? Mấy năm trước tôi truy lùng một vụ án dã man, phát hiện mấy thi thể bên bờ biển. Họ lần lượt bị cắt mất tim, phổi và thận. Tôi truy xét mãi cuối cùng lại chẳng thu hoạch được gì, chỉ tìm được mấy thứ này. Tôi đã từng hoài nghi là một tổ chức buôn bán nội tạng xuyên quốc gia làm, giờ nghe mọi người nói đến cái gì mà Thất Thiên Vương, tôi nghĩ liệu có liên quan gì không? Lương cảnh quan đáp, nạn nhân trung bình bao nhiêu tuổi? Tôi hỏi, đều là thanh niên trẻ. Lương cảnh quan nhớ lại, lúc đó là khoảng tháng 3 âm lịch. Tôi hỏi tiếp, Lương cảnh quan cả kinh, làm sao cậu biết? Thoáng cái tôi rõ đây là do lục đạo cuồng trù gây ra, nội tạng của các nạn nhân bị cắt, hẳn là để ăn. Hắn từng tổ chức lục đạo cực yến tại Ma Cao, Huyết Anh Vũ và Đỗ Thánh đều là khách quý, sau trận cuồng hoan, để lại cho cảnh sát một mớ rối rắm. Lương cảnh quan cau mày, trên đời lại có mục đích phạm tội tởm lợm như vậy, cái tổ chức này đúng là chết chưa hết tội. Đúng rồi, án mạng lần này tôi cũng tìm được một tấm cát ở hiện trường. Anh ta lấy ra một tấm cát, được chứa trong túi vật chứng, do dính máu nên bề ngoài đã có chút rỉ sét. Nó là một tấm cát lạ, không phải của bất kỳ ai trong Thất Thiên Vương, khắc một tên người máy, hạ thể là lò xo và bánh xe. Tôi không khỏi cười khẩy, thợ đồng hồ muốn làm Thiên Vương, chẳng lẽ hắn định thay thế cảnh vương gia? Tiểu Đào nói, xem ra tên VIP mà hắn muốn tìm quả thật rất quan trọng. Lương cảnh quan không hiểu gì, tôi giải thích một chút về vụ án lần này, nghe xong anh ta nói, thì ra lại còn có quan hệ lợi ích phức tạp như vậy. Không biết chỉ với sức mình tôi có thể giải quyết hay không? Yên tâm đi, chúng tôi đã giao đấu với Giang Bắc Tàn Đao bấy lâu,
lần này chủ lực sẽ do chúng tôi đảm đương. Lương cảnh quan, anh có thể điều động bao nhiêu cảnh lực? Hệ thống công an ở đây không kiện toàn như đại lục, Macau chỉ là một thành phố nhỏ, cảnh sát viên tổ hình sự có thể điều động chỉ tầm 20 người. Lương cảnh quan đáp, Tôn Lão Hổ nói, tôi sẽ xin quân đại lục đang đóng ở Macau điều động một nhóm lính đặc nhiệm hỗ trợ chiến dịch này. Vấn đề thủ tục thì giao cho anh. Lương cảnh quan vỗ ngực, được, cứ để đó cho tôi. Tôi tiếp tục nghiên cứu án mạng, trên báo cáo khám nghiệm có nói hai thi thể đều từng bị đốt. Dùng phương pháp xét nghiệm hemoglobin thì là bị đốt sau khi chết, hung thủ dùng chất trợ cháy, nhiệt độ lên đến hàng ngàn khiến các dấu vết bị thiêu hủy sạch sẽ. Vết rách trên thân nạn nhân nằm ở lưng, hai bên cân đối, như vậy có thể thấy là cùng một dụng cụ tra tấn, có vẻ như là một cái móc. Vấn đề lớn nhất lúc này là thân phận của nạn nhân. Người ngoại lai ở Macau rất nhiều, cảnh sát điều tra người mất tích mấy hôm rồi mà chưa có thu hoạch gì. Trong lúc tôi xem báo cáo thì lương cảnh quan mang tới một tập hồ sơ, bên trong có ảnh hiện trường. Một bức ảnh là một đồ vật hình chữ thập bị cháy đen thui trong phòng, trên đó treo bộ xương người cũng đã cháy khô. Một bức ảnh khác là ở trên núi, cũng là một cái xác cháy xém nằm trên đống đổ nát, có thể phân biệt được các vật bằng kim loại, nhưng cấu trúc đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi suy đoán, mục đích đốt xác của thợ đồng hồ không chỉ là che giấu thân phận nạn nhân, tăng độ khó cho cảnh sát, mà còn đồng thời phá hủy chính công cụ tra tấn mà mình chế tạo. Tiểu Đào hỏi, nhưng hắn lại vứt một tấm các tự chế ở hiện trường, đây không phải là mâu thuẫn sao? Tôi lắc đầu, hắn là một nhà chế tạo máy, việc hắn không muốn người khác biết công cụ tra tấn giống như là bảo vệ tính độc quyền. Từ lần giáp mặt trước, hắn là một tên tội phạm phách lối, muốn thể hiện mình khắp nơi. Hắn cố tình nói cho cảnh sát biết là mình làm, cũng không có gì mâu thuẫn. Tiểu Đào nói, chắc không chỉ đơn giản như vậy, bản thân dụng cụ tra tấn liệu có tiết lộ manh mối. Có khả năng này, phân tích thành phần, điều tra một chút. Phải rồi, tôi muốn nhìn thi thể. Tôi nói. Lương cảnh quan nói, thi thể đã giải phẫu, chuyên gia pháp y của chúng tôi là du học từ Mỹ về, giải phẫu đã lên tới cả ngàn cái xác, báo cáo này không thể nghi ngờ. Tôi cười, không phải là không tin, mà tôi có thói quen phải nhìn tận mắt. Chúng tôi đến phòng pháp y, thi thể đã được cho vào từng túi đông lạnh. Lấy chúng ra, hai trong số đó đựng dạ dày nạn nhân, bên trong chỉ có chất lỏng. Hai túi còn lại đựng thức ăn thừa tìm thấy trong ruột non, như đã viết trong báo cáo, dạ dày hai nạn nhân đều trống rỗng. Bác sĩ pháp y tìm thấy một ít cặn thức ăn trong ruột non đã được tiêu hóa khoảng 12 tiếng. Tôi cầm một túi lên xem, cặn bã có thể nhận ra là đậu phụ, rau, thịt, giá đỗ. Quả thật, mức độ tiêu hóa là khoảng 12 tiếng, nhưng tôi lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Băng Tâm chỉ một thứ màu đen ở dưới đáy, hỏi, Tống Dương ca ca, đây là cái gì? Mở ra xem một chút đi. Tôi nói. Lương cảnh quan liền biến sắc, tôi nghĩ hay là thôi đi, cặn bã trong bụng nạn nhân kinh tởm lắm. Tôi cười, không sao chúng tôi quen rồi. Phải, mọi người cứ đi làm việc khác đi, cho chúng tôi ít thời gian. Tiểu Đào gật đầu, được rồi, em ngại nhất là xem các anh nghiệm cái này. Em vẫn còn muốn nếm đặc sản địa phương một chút. Sau khi mấy người rời đi, lương cảnh quan hỏi nhỏ, sao tổ đặc án lại có tới hai pháp y? Tiểu Đào nói, một là pháp y, người còn lại anh đoán xem là gì. Tôi thầm cười, có đánh chết cũng chả đoán được. Chúng tôi rót đống cạn thức ăn vào chậu, mặc dù đã ngậm tô hợp hương hoàn, nhưng cái mùi vẫn chua không ngửi được. Tôi nói nhanh, là tương hoặc là thứ gì đó trong nước tương. Băng Tâm cầm cái nhíp ngửi thử, nói, không nghi vấn gì, chúng ta có xem tiếp hay thôi. Chờ đã, tôi nói, nghi vấn lớn như vậy mà không nhận ra sao. Mau đi xét nghiệm độ dày của men vi sinh. Chương 700, hình xăm long xà. Men vi sinh là vi khuẩn lên men tương đậu, mặc dù một số nhà sản xuất thường cho chất bảo quản vào khi nước tương đã thành phẩm để ngăn chúng trực tiếp lên men. Nhưng theo luật an toàn thực phẩm nghiêm ngặt, lượng chất bảo quản sẽ không đủ để tiêu diệt chúng. Do đó trong môi trường ấm áp đi vào ruột và dạ dày, những men vi sinh này sẽ tiếp tục sinh sôi. Trong khi Băng Tâm làm xét nghiệm, tôi kiểm tra các cơ quan nội tạng của nạn nhân. Nội tạng được bảo quản tốt, có vẻ như nạn nhân không bị đánh đập nặng khi còn sống. Xét theo bề ngang và mặt cắt của xương, cả hai đều là những người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi. Cơ thể khỏe mạnh,
nhất định là thợ đồng hồ đã tra tấn họ bằng cách nào đó còn dã man hơn đánh đập. 15 phút sau, băng tâm báo cáo, hàm lượng men vi sinh trong ruột rất thấp, thấp hơn chỉ số trung bình nhiều. Vậy thì đúng rồi, trong dạ dày trống rỗng, các cơ quan nội tạng nguyên vẹn, đường tiêu hóa có dấu hiệu phù nề, xem ra tên thợ đồng hồ tra tấn họ bằng cách nhồi nước. Nhồi nước? Băng tâm không hiểu. Đó là liên tục đổ nước vào bụng sau đó ép ra, rồi lại tiếp tục đổ. Đồng thời dùng móc sắt móc vào lưng họ, khiến sức nặng kéo xuống khiến cơ thể rách ra. Tôi giải thích. Băng tâm cau mày, thật là tàn nhẫn. Đúng vậy, loại tra tấn này vừa khổ sở, vừa duy trì tính mạng nạn nhân. Dạ dày con người rất bền, có thể giãn nở đến 5 lần kích thước ban đầu, cho nên báo cáo về bữa ăn cuối cùng có lẽ đã sai rồi. Bởi trong dạ dày bị nhồi lượng lớn nước khiến axit và men vi sinh bị loãng, cho nên bữa ăn cuối cùng nạn nhân ăn phải là quá 12 tiếng trước đó mới đúng, có lẽ rơi vào tầm 15 đến 16 tiếng. Tôi phân tích, muội xét nghiệm axit dạ dày nhé. Băng tâm ngẩng đầu nhìn tôi. Không cần, manh mối này ý nghĩa không cao, nó chỉ chứng minh một điều là báo cáo pháp y có sơ hở, đáng để chúng ta khám nghiệm lại một lần. Tôi nói, cũng không thể nói pháp y thiếu kinh nghiệm mà bọn họ thừa kinh nghiệm mới đúng. Chính vì quá kinh nghiệm nên coi nó như một vụ án phổ thông mà giải phẫu nên mới bị ngộ nhận. Chúng tôi mở cái túi tiếp theo ra, phổi của nạn nhân thứ nhất đã bị cắt, nạn nhân thứ hai thì mất gan, những thứ này pháp y đều ghi lại. Cầm cái đầu nạn nhân lên kiểm tra, mặt cơ bản đã bị lửa thiêu hoàn toàn, lông mi, phần hộp sọ phía trên trán và não đã được các pháp y lấy ra. Tôi tập trung quan sát điểm mù giải phẫu của gương mặt. Dùng ngón tay sờ dọc bề mặt của xương đầu, da thịt đã cháy rơi lả tả. Băng tâm hỏi, Tống Dương ca ca, huynh đang dùng thủ pháp ngỗ tác để tái hiện gương mặt à? Không phải, có một phát hiện. Cầm con dao tới đây. Tôi cắt phần gò má của nạn nhân, cho đến khi phần xương lộ ra, sau đó dùng cồn rửa sạch, chỉ phần xương gò má, nói, nhìn các thớ xương xem, có phải rất thô ráp không? Lẽ nào nạn nhân từng gọt xương gò má? Băng tâm nói. Bóc hết phần da mặt xuống xem một chút đi. Tôi nheo mắt. Bóc da mặt rất khó khăn, chúng tôi cẩn thận bóc tách từng mảng da đen kịt, 2 tiếng sau thì một chiếc đầu lâu hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt. Tôi dùng động u chi đồng quan sát, lập tức nhận ra mặt nạn nhân có 6 chỗ từng phẫu thuật chỉnh hình, từ vết tích để lại thì đã làm từ rất lâu rồi. Tiếp tục bóc tách ra mặt nạn nhân thứ hai, lần này đã có kinh nghiệm nên chỉ mất nửa tiếng. Cũng giống nạn nhân kia, người này cũng từng làm thẩm mỹ gương mặt. Băng tâm suy tư, rõ ràng là hai người đàn ông, sao phải làm phẫu thuật thẩm mỹ? Mặt khác phương thức phẫu thuật của họ cũng khác thường. Đàn ông thẩm mỹ thường sẽ làm hốc mắt sâu, nâng sống mũi, nhưng họ lại không làm vậy, thậm chí còn làm cho sống mũi thấp đi. Điều này cho thấy họ không phải là phẫu thuật cho đẹp, mà là để che giấu thân phận. Tôi bừng tỉnh đại ngộ, che giấu thân phận, cho nên cảnh sát làm mọi cách cũng không tra được họ là ai. Băng tâm hỏi, đừng vội kết luận, kiểm tra các vị trí khác đã, bỏ nội tạng ra ghép lại thử xem. Tôi nói, lại mất 30 phút, chúng tôi ghép lại bộ nội tạng cùng các phần cơ thể của nạn nhân lại như cũ, lúc thi thể nguyên vẹn hiện ra, tôi lập tức phát hiện vấn đề. Nạn nhân thứ nhất, bả vai và đầu gối bị thương, khiến một chân dài một chân ngắn. Chi tiết này bác sĩ pháp y không nhắc tới, có thể là không phát hiện. Nạn nhân còn lại xương sườn có khớp nối bằng kim loại, cánh tay đã bị gãy đi gãy lại nhiều lần. Những vết thương như vậy, người bình thường rất hiếm gặp, có thể thấy công việc khi còn sống của hai nạn nhân là công việc nguy hiểm, tôi có chút liên tưởng đến đặc nhiệm, lính đánh thuê hay đặc công. Kiểm tra cẩn thận những vết thương này, đều là 5-6 năm trước lưu lại. Băng tâm chợt la lên, Tống Dương ca ca, huynh nhìn này. Con bé dùng cái nhíp lột ra tay nạn nhân xuống, bên dưới, lộ ra một hình xăm rất quái dị, thân là rắn, đầu là rồng, có vẻ tượng trưng cho một con rắn đang dần biến thân thành rồng. Vạch vị trí tương tự trên tay nạn nhân kia, cũng phát hiện hình xăm giống nhau, tôi cười, quả nhiên vẫn phải nhìn tận mắt thi thể, xem ra đây là một manh mối quan trọng. Được rồi, nghiệm thi đến đây kết thúc, chúng ta đi tìm hiểu cái hình xăm này. Chúng tôi nhanh chóng thu dọn thi thể. Băng tâm hỏi theo tôi nghĩ thì thân phận của nạn nhân là gì? Tôi phân tích, xem xét từ thể trạng và vết thương của họ, những vết thương đều là có trước khi phẫu thuật chỉnh hình. Tuổi họ cũng ngoài 40,
Ta nghĩ sau khi về hưu mà phải phẫu thuật để che giấu thân phận thì cũng chẳng phải công việc quang minh chính đại gì, có thể bản thân họ cũng là tội phạm. Suy tư chốc lát, tôi bổ sung thêm, tổ chức của họ cùng với VIP mà thợ đồng hồ tìm kiếm nhất định có quan hệ rất lớn. Ra ngoài mới nhận ra trời đã tối, nhóm Tiểu Đào cũng không có ở đây, chỉ có lão yêu đang chơi game trong phòng làm việc tạm thời. Thì ra nhóm Tiểu Đào đã đi tới hiện trường, tôi hỏi sao Tống Tinh Thần cũng không thấy đâu. Lão yêu nhìn chằm chằm màn hình, nói, ai mà biết vệ sĩ của ngươi đi đâu. Nhất định là không chịu nổi anh nên mới bỏ ra ngoài. Băng Tâm cười nói. Đang nói chuyện thì Tống Tinh Thần bỗng đi vào như quỷ ảnh, tay cầm mấy ly trà sữa bằng giấy đặt lên bàn, chẳng nói nửa lời đứng sang một bên. Chắc hẳn ở chung với lão yêu rất khó chịu nên hắn mới ra ngoài tản bộ. Cho hai người xem ảnh chụp hình xăm, cả hai lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lão yêu dùng máy tính tra giúp, hắn nói có thể sẽ mất chút công sức. Trời không còn sớm, chúng tôi bận rộn cả chiều đã đói meo, chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Vừa ra khỏi cổng thì gặp Tiểu Đào trở lại, nàng nói đi hiện trường một chuyến, thu hoạch rất nhỏ, nhưng em vẫn chụp lại, lát nữa có thể kiểm tra. Bên các anh thì sao? Tôi nói kết quả khám nghiệm cho nàng nghe, người kinh hãi nhất là Lương Cảnh Quan, anh ta nói. Hai người lại tìm được nhiều manh mối từ thi thể như vậy, đây thật là cục pháp y chúng tôi đã không làm tròn bổn phận. Tôi cười cười, cũng không đến nỗi không làm tròn bổn phận, chỉ là cách thức khác nhau thôi. Có cơ hội nhất định mọi người phải giảng giải thủ pháp nghiệm thi của đại lục cho pháp y của chúng tôi đấy. Lương Cảnh Quan nói liên tục. Được được, tôi gật đầu. Tôn Lão Hổ chen vào, đi ăn thôi, đói đến bụng réo ầm ầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện Âm Phủ Thần Thám của tác giả Đạo Môn Lão Cửu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.